Thưa cha, vào ngày Chủ nhật thứ bảy hay là thứ tám phục sinh có một đoạn phúc âm mà con không hiểu hay là con đang hiểu sai. Con nhờ cha giải thích. Cái đoạn phúc âm đó là như thế này: hôm đó Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Jerusalem. Trên đường đi, Ngài thấy đói và từ đằng xa Ngài nhìn thấy cây vả. Đúng. Nhưng khi đến gần thì Ngài nhìn thấy cây vả chỉ có lá mà không có trái. Ừ. Vì không phải là mùa có trái. Ừ. Cho nên Ngài nói: từ nay sẽ không ai ăn trái ở cây của ngươi nữa. Và trên đường đi về, các môn đệ thấy cây vả đã chết khô. Con thấy điều này thật là nghịch lý khi con học Chúa là đấng rất yêu thương, rất nhân từ, đầy lòng khoan dung, đầy lòng thương xót và tha thứ hay là khoan dung với tất cả mọi người. Nhưng trong trường hợp này, theo con hiểu, Chúa không khoan dung với cây vả. Mà theo con hiểu nghĩa đen là Chúa không khoan dung, nhưng mà hay là con nghĩ hay là Chúa cho dạy cho các môn đệ cũng như chúng con biết các con phải sẵn sàng. Xin cha giải chị thích. Hết câu hỏi chưa? Dạ hết. Ok, vậy thì tôi nhắc lại câu hỏi của tôi có đúng không nữa nha. Chúa Giêsu với các môn đệ trên đường về Jerusalem thì từ xa xa thấy một cái cây vả, rồi Ngài tới Ngài tìm cái trái thì không có thấy, phải không? Và Ngài quở là từ đây sẽ không còn ai ăn cái trái này nữa. Rồi ngày hôm sau các môn đệ đi ra, có đúng không? Thì thấy cái cây nó chết rồi, đúng không? Thì cái câu hỏi của chị là như vậy. Chúa tạm dùng cái từ cho nó đơn sơ đi, sao mà Chúa ác quá vậy? Sao mà không có nhân từ gì cả mà tìm không ra trái mà giết nó liền? Vậy thì có phải như vậy Chúa muốn dặn là chúng ta cũng phải đó là dứt khoát thay đổi, chứ không là bị phạt đại khái như vậy, có đúng không? Đúng chưa? Có gì sai không? Thì chị hiểu thì không nói, nhưng mà cái câu hỏi của chị á, bởi vì câu hỏi của con là Chúa là đấng rất nhân từ và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Vâng. Nhưng mà trong trường hợp này con thấy Chúa chẳng khoan dung tí nào. À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị. Chị có cuốn phúc âm đó không? Có ai có cuốn phúc âm không? Không có cuốn phúc âm. Tôi không có internet. Mở internet được không anh? Anh mở dùm internet cho tôi chapter Matthew chương 13 đi. À, chương 11. Rồi anh mở luôn cho tôi Luca chương 13 nhé. Rồi anh giữ đó cho tôi, rồi tôi nhờ anh đọc dùm. Để trả lời cho chị đó, thì tôi nói như thế này. Mỗi một thánh sử, các ngài có một cái cách thức để viết. Và thánh Matthew là người viết cho những người Do Thái đọc, bởi vì cái đối tượng của ngài là người Do Thái. Thánh Luca viết cho đối tượng là người Roma, là người dân ngoại. Và vì thế, khi mà thánh Luca viết phúc âm đó, thì sự tha thứ, cái câu chuyện của người cha với hai người con, rồi Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá tha thứ, tất cả những cái đó là nằm trong Luca. Ở bên ông Matthew đó là một giáo hội mà ở đó việc trừng phạt, cũng như nói trừng phạt thì không đúng, nhưng mà kỷ luật nó quan trọng, bởi vì đối tượng của ông là những người Do Thái, cho nên họ biết luật lệ rồi, và khi họ không theo là họ bị phạt. Khác với những người của Roma, của Hy Lạp, là những người mà họ không có biết luật lệ của Do Thái. Cho nên thánh Luca nói rất nhiều về sự tha thứ, và trong phúc âm của Luca luôn luôn là một đoạn, luôn luôn hình ảnh của Chúa Giêsu là sự tha thứ. Vì thế trong cái ví dụ này, tôi muốn, tại vì tôi không có cái cuốn phúc âm ở đây, mở ra đó, cái câu hỏi của chị rất chính xác. Thánh Matthew nói là khi Chúa Giêsu ra Ngài quở đó là cái cây chết liền. Nhưng nếu chị đọc trong Luca đó, chính ông Luca nói rằng xin ông cho tôi bón phân để sang năm lỡ mà nó có trái. Cũng một cái dụ ngôn. Hai ông tường thuật khác nhau. Tôi không nói về việc đúng hay sai.
Tôi chỉ nói rằng mỗi một cái câu chuyện được đưa ra thì chính các thánh sử dùng cái dụ ngôn này để nói lên cái trọng tâm của họ. Nhờ anh mở trong phúc âm của Luca chương 13, anh đọc cái đoạn mà xin ông cho tôi một năm nữa để tôi bón hy vọng có trái đó. Anh đọc cái câu đó cho tôi dùng đi, tôi không nhớ. Anh đọc đi, tôi không có phúc âm. Tìm chưa ra hả? Chị tìm ra không? Tôi chỉ nhớ trong đầu thôi chứ tôi đâu có nhớ hết được. Nhớ vậy là nhiều lắm rồi. Ý tôi muốn nói cho chị biết đó, đừng hiểu, thứ nhất là khi mà mình học học Kinh Thánh, bởi vì tôi nói anh chị em nên có những cái lớp Kinh Thánh hả? Khi học Kinh Thánh mình mới thấy rằng mỗi một thánh sử họ có một cái mục đích của họ. Và trong mỗi một cái câu chuyện đặt ra, chẳng hạn như chị đọc ở trong Matthew hả, thì lời của ông Gioan Tẩy Giả rất là quan trọng. Lời của ông Gioan Tẩy Giả là gì? Cái rìu đã để sẵn ở gốc cây, anh nào mà không tha thứ là chết ngay, chém liền, bỏ vô lửa liền. Trong khi chị đọc phúc âm của Luca lúc nào cũng có sa tử. Chị anh đọc giùm tôi cái Luca hình như là chương 13 thì chắc chắn mà tôi không nhớ câu thôi. Để. Anh đọc đi. Dụ ngôn cây vả không ra trái. Rồi Đức Giê-xu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây và trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra tìm cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm không trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đúng. Tôi chỉ muốn trả lời cho chị đó, để chị thấy ở trong phúc âm của Matthew là chương 11, trong phúc âm của Luca là chương 13, và cả hai nói lên cùng một cái việc là chúng ta cần phải sám hối. Nhưng mà ông Gioan cái đối tượng khác, ông Luca đối tượng khác. Và khi học Kinh Thánh, đó là cái hay để mình thấy là trong Kinh Thánh nó có sự khác biệt. Mà sự khác biệt này không phải là sự đối nghịch, sự khác biệt này để đáp lại, mình gọi là pastoral need, tức là cái nhu cầu mục vụ của từng địa phương một. Ví dụ ông Matthew là nơi mà ông dặn là nếu mà chị này đó mà có cái chuyện gì xấu thì ông Thành đưa ra nói với chị thôi. Nó không nghe, kêu thêm 2 sơ nữa. Nó không nghe, kêu vài người nữa. Nó không nghe, loại nó ra đi. Không bao giờ chị đọc được hình ảnh đó ở trong Luca hoặc là ở trong Gioan. Không loại ai hết đó. Nếu cần bỏ 99 con đi lấy 1 con. Và Thánh Gioan luôn luôn nói: thầy là cây nho, các con là cành, ai mà gắn vô ta thì sống, mà lời ra thì chết. Nhưng mà không bao giờ có cái hình thức trừng phạt như vậy. Thành ra mỗi một cộng đoàn đó, khi học Kinh Thánh, mỗi một cộng đoàn người ta có một cái nhu cầu. Và khi Thánh Sử viết thì Ngài tập trung vào những cái nhu cầu hoặc là những cái gọi là vấn nạn đang xảy ra trong cộng đoàn. Hình thức mà sửa phạt ngay bây giờ làm liền là bởi vì tất cả những người đọc sách họ đã biết luật hết rồi, họ là người Do Thái. Còn ông Luca, một người rất là nhân từ: thôi để thêm 5 nữa, hỏa may nó có trái. Cảm ơn chị. Thì ra con có thắc mắc hôm qua về cái việc mà hôn nhân. Thí dụ như già có xác định là vợ chồng thì lìa bỏ cha mẹ để phối hợp cả hai lên một. Thì theo như con nghĩ, cả hai lên một thì đúng rồi. Nhưng mà với cái bậc làm cha mẹ của chúng con thì như vậy chúng con thấy là cô đơn và rất là thiệt thòi ở cái điểm là như thế này. Theo như con nghĩ thì khi mà đã là vợ chồng rồi thì con nghĩ không phải là co cụm ở trong một cái từ nhỏ nhoi, có nghĩa là chỉ có là biết mình thôi, còn cha mẹ là già rồi mà không có quan tâm thì nó đối nghịch với lại điều răn thứ tư. Thì ra điều răn thứ tư thì là phải thảo kính cha mẹ, thế mà lại đối nghịch với cái thảo kính cha mẹ là cả hai nên một. Và cha khẳng định rằng khi mà phải chọn lựa thì hai vợ chồng chọn nhau chứ không có chọn mẹ. Nếu như vậy con thấy là
rất là tai hại ở cái điểm là có thể những lớp trẻ bây giờ, thanh niên, thiếu nữ đang nghe thấy trong phúc âm đã là xác định như vậy rồi, thêm với cái khẳng định của cha là phải từ bỏ cha mẹ, thì con thấy như vậy với bậc cha làm mẹ của chúng con, nhất là cái thời nay mà ở trên bên cái nước Mỹ này, có nhiều cái mà mình phải nhờ đến con. Thì cha không phải là về kinh tế thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu câu hỏi của chị rồi. Tôi hiểu câu hỏi của chị rồi, tôi chỉ muốn trả lời như thế này. Cảm ơn chị. Chị sai hoàn toàn. Bởi vì chị không hiểu, chị không phân biệt được đâu là bí tích, đâu là thần học và đâu là điều răn thứ tư mà các con nó có bổn phận phải thảo hiếu với cha mẹ. Đó là điều răn thứ tư. Tôi không nói là con cái nó không lo cho cha mẹ, bởi vì không lo cho cha mẹ trong Kinh Thánh mà theo Do Thái là chết đó, ném đá đấy. Nhưng mà tôi muốn nói tới đó, là hiện tại bây giờ có những người làm cha làm mẹ mà người ta trở thành một cái nguyên nhân, một cái obstacle, tức là một cái chướng ngại vật cho hạnh phúc của gia đình. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải làm gì? Đó là giáo lý Công giáo. Có những người bắt con cái phải chọn, một là mày chọn nó, hai là mày chọn tao, cái đó nó sai. Chứ tôi không nói là bây giờ chúng ta con cái nó không lo cho cha mẹ, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Một đứa con, một Kitô hữu, tôi nói chỉ là một Kitô hữu bình thường thôi. Một con người bình thường thì phải biết lo cho cha mẹ, bởi vì đó là đạo. Đạo Việt Nam, đạo Kitô giáo, bất cứ cái đạo nào. Không những nó lo cho cha mẹ mà nó còn thương người bên cạnh nữa. Nhưng mà cái câu hỏi tôi đưa ra đó là có những trường hợp khi cha mẹ bắt con cái mà làm cái đó là sai. Là bắt con cái mày chọn tao hay chọn nó, mà cái đó đã xảy ra. Vì thế tôi chỉ muốn nói lên cái nền tảng thần học cho nó vững thôi. Chứ không phải khi nó chọn như vậy đó có nghĩa là nó không lo. Tôi hy vọng rằng không bao giờ xảy ra. Và những người làm cha làm mẹ biết, nếu trường hợp mà con cái nó có những cái mà mình chính là nguyên nhân để cho nó có thể chia rẽ, thì mình đừng có đụng vào. Bởi vì đã có tình trạng vì cha mẹ mà hôn nhân đổ vỡ. Và đó là cái lý do tôi muốn nhắm tới. Chứ tôi không có nhắm tới là bây giờ phải từ bỏ cha mẹ. Từ bỏ cha mẹ là lời của Kinh Thánh. Nhưng mà từ bỏ cha mẹ đây đó là theo cái nghĩa thiêng liêng, là bây giờ mình gắn bó để có một gia đình mới. Chứ không phải từ bỏ, hiểu theo cái lối của chị là đi cưới xong là không biết cha mình tên gì nữa, mẹ mình ở đâu cũng phải. Cho nên chị hiểu là hiểu sai. Khi cha mẹ trở thành một cái obstacle, một cái chướng ngại vật, thì cha mẹ phải luôn luôn biết rằng luật của giáo hội không phải của tôi. Luật của giáo hội là cả hai trở nên một, một xương một thịt. Và việc gì Thiên Chúa liên kết con người không được chia ra, không được phân ly. Vì thế nếu cha mẹ là một chướng ngại vật để cho con cái nó bị tách lìa ra khỏi hôn nhân, thì cha mẹ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chị hiểu ý tôi nói không? Tôi hy vọng chị hiểu. Chứ còn không có dính dáng gì tới vấn đề là nó phải thạo kính và phục vụ cha mẹ. Không có. Đây tôi đang muốn nói tới những trường hợp mà những người làm cha làm mẹ sai khi họ trở thành nguyên nhân mà hôn nhân nó đổ vỡ. Bởi vì tôi muốn nhắn nhủ đó, hôn nhân quan trọng hơn. Rồi. Chắc hết rồi đó cha. Và chắc xin một cha cho hết công đoàn cho một câu hỏi cuối. Rồi. Thì còn có câu hỏi này, trong các bài thánh ca của Việt Nam hồi xưa đó, các cha đó thì có hay dùng cái chữ cha để chỉ về Chúa Giêsu đó. Chẳng hạn như là trái tim cha yêu dấu phàm nhân vì thế cha sinh xuống gian trần. Thì sau này Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam có thay đổi cái chữ đó, tại vì có cái lập luận là chỉ có một cha trên trời là Đức Chúa Cha thôi, còn Chúa Giêsu là không Chúa Cha. Chúa Giêsu nói là thầy hay là Chúa, chứ gọi là cha trên trời. Là có thay đổi cái đó. Rồi một chữ nữa là chữ ẩn mình hay là nấu mình trong hình bánh. Thì Ủy ban Thánh nhạc nói là khi mà tấm bánh đã được truyền phép thì là trở nên chính mình và máu Chúa Giêsu, thành ra không có cái hình bánh hay là ẩn mình hay nấu mình nữa. Thì con có cái câu hỏi là có những cái bài á, mình có thể sửa được và Ủy ban Thánh nhạc đã sửa thì chúng con vẫn hát theo. Nhưng mà có những bài vì cái nốt nó lên xuống hay nó ngang mình không thể nào sửa được.
chẳng hạn như bài trái tim cha yêu dấu phạm nhân, mình không thể nào trái tim thầy hay là trái tim Chúa được, nó đổi. Mà nếu mà mình những cái bài đó đi vô lòng người rồi, giáo dân rồi, nếu mà mình không ác khác thì nó uổng. Mà cũng giống như là bỏ thì thương, vương thì tội. Mà nếu mà không sửa được như vậy thì ý cha nghĩ như thế nào mà cha có thể giải thích cho con? Tôi thì không phải ở Việt Nam, chứ mà nếu tôi ở Việt Nam thì tôi sẽ áp dụng những gì người ta làm ở Mỹ. Ở Mỹ trước đây nó cũng như Việt Nam, tức là thánh nhạc nó dùng để nâng tâm hồn mình lên, nhưng nó không thực sự đi vào trong gọi là luật chữ đỏ, tức là luật của phụng vụ hoặc là của giáo luật. Và vì thế những bài nhạc nhiều khi nó không trích đúng. Tôi nói chẳng hạn như là những cái bài hát bây giờ thì cũng đầu cũng bớt rồi, chẳng hạn như những cái bài kinh tinh kính, kinh vinh danh hả, thì chẳng hạn cha Thành Tâm ngày làm một vài những cái bài hát đó, nhưng mà bài hát đó bây giờ là không được hát ở trong thánh lễ nữa rồi, bởi vì nó không phải là bài dịch chính thức của giáo hội Việt Nam. Thì ngày xưa ở bên Mỹ này nó cũng y như vậy, những bài hát nó chỉ nói tới tâm tình Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, vậy thôi hả, cái tâm tình thôi, chứ nó không có phải là cái lời chính thức của nó là những cái lời mà trích ra từ trong Kinh Thánh và nó đi rất là sát. Nhưng để làm được như vậy thì Ủy ban Phụng vụ của Giáo hội Hoa Kỳ năm 1980 đó, khi người ta bắt đầu đi vào trong thánh nhạc thì người ta hy vọng 25 năm. Người ta hy vọng trong 25 năm, người ta khuyến khích và người ta hy vọng 25 năm mình sẽ có đủ một số nhạc để mình thay những cái bài nhạc mà mình muốn thay. Vậy thì để thay lời anh, tôi muốn nói như thế này. Giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng bắt đầu đi vào với phụng vụ, và bắt đầu từ đây mới bắt đầu. Có những bài nhạc mà người ta dịch cái lời nó nghe nó hơi khó một chút, nhưng mà nó đi đúng với cái lời của phụng vụ. Và vì thế tôi không biết là ở bên Việt Nam bao giờ người ta mới bắt đầu. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu bắt đầu thì nên cho một thời gian từ 25 tới 30 năm. Chứ không thể nào trong 1, 2, 3 năm mà người ta có thể sáng tác được. Bởi vì những cái bài sáng tác nhiều khi 5, 7 năm sau nó mới đi vào lòng người ta. Vì thế thời gian ở bên Mỹ họ cho 25 năm mà họ nghĩ là chưa đủ. Thì tôi nghĩ Việt Nam theo với kinh nghiệm của Mỹ mình có thể cho 30 năm đi. Thì hy vọng nếu chúng ta bắt đầu từ năm nay là năm 2020, thì tôi hy vọng năm 2050 chúng ta sẽ có một số nhạc đủ để đáp ứng lại với tất cả các buổi lễ. Chẳng hạn lễ Thánh Giuse, mình sẽ có cái bài ông Giuse là người công chính đã không từ bỏ bà. Sẽ có người sáng tác những bài như vậy. Chỉ có điều là nếu mình cho một thời gian 30 năm thì trong thời gian sáng tác 30 bài họ may có một bài hát được, còn lại 29 bài hát lên nghe chịu không nổi. Cho nên đâu có phải cứ bài nhạc nào ra là hát được đâu, đâu có phải cứ đúng cái lời là hát được đâu. Thành ra Giáo hội Hoa Kỳ người ta cho một thời gian 25 năm từ năm 1980, và sau này người ta thấy nó cũng chưa đủ thì người ta vẫn tiếp tục. Tôi hy vọng bên Việt Nam cũng y như vậy. Nếu chúng ta cho một cái thời điểm khoảng 30 năm sau, hy vọng số nhạc sĩ mới lớn, người ta sẽ khuyến khích những nhạc sĩ này, người ta sẽ dùng lời Chúa hát một cách rất là sát nghĩa. Và hy vọng trong 10 bài 10 người sáng tác, một bài lọt được tay người ta thích thì bài đó truyền bá. Còn hiện tại bây giờ anh hỏi tôi thì tôi trả lời rằng những bài nhạc mà chúng ta đã có mấy chục năm đi vào lòng người, tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục hát, bởi vì mình chưa có cái nhạc mới để mà thay nó được. Rồi. Kính thưa cha với cộng đoàn, thì trước khi anh Nguyễn Hoàng Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ sẽ đại diện cho chúng ta gửi những tâm tình cảm ơn đến cha giảng phòng, chúng tôi xin được phép nhắc lại một số điểm để chúng ta được biết. Vào ngày thứ sáu này, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ 3 giờ chiều đến nửa đêm, chúng ta có chương trình chầu thánh thể. Chỉ riêng lúc 7 giờ tối là thánh lễ trọng thể cử hành ở nhà thờ. Vào ngày thứ bảy, chúng ta có tiệc mừng bổn mạng giáo xứ tại hội trường Thánh Giuse sau thánh lễ buổi chiều thứ bảy lễ 5:30, và đâu đó sau thánh lễ chúng ta sang đây khoảng 7 giờ hơn một tí gì đấy. Nên lần nữa kêu gọi quý bà và anh chị em chúng ta khích lệ nhau, chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta kêu gọi nhau với tình cộng đoàn, với lòng yêu mến, với sự hiệp thông, với những gì mà chúng ta có thể thu xếp được, chúng ta đến chung vui với dịp với nhau và cộng cả giáo xứ trong dịp đặc biệt này. Và đây là dịp giáo xứ hoãn đãi tất cả, và chúng ta có chương trình sổ số vào đêm tối thứ bảy này cho chương trình sổ số của năm nay.
Những quý vị, anh chị em nào chưa đưa vé số lại cho ban tổ chức, và chúng tôi cũng xin mau chóng đưa lại trong những ngày này, để chúng tôi cũng có thể có để gửi lại cho công việc tổ chức, hoặc là ai chưa mua hay là còn một số thì cũng đưa lại để ban tổ chức có thể sắp xếp. Và sau khi những lời cảm ơn, xin quý vị cũng giúp cho việc chung của giáo xứ, đó là chúng ta cùng xếp cho một số bàn tròn với ghế để chuẩn bị cho bữa ăn tiệc của ngày thứ bảy luôn, và đỡ cho những anh chị em khác họ làm việc volunteer họ phải đến xếp. Chúng ta mỗi người một tí cũng sẽ mau chóng trong việc xếp một số bàn ghế như vậy. Xin cảm ơn trước, sau đó chúng tôi trước đây, giờ đây xin mời anh Duy. Con xin cảm ơn cha. Kính thưa cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, hàng năm giáo xứ chúng con được cha chánh xứ Dominic Phạm Trọng Phúc thương yêu lo lắng cho đời sống tâm linh của cha chúng con qua những buổi tĩnh tâm. Thì năm nay rất là đặc biệt, nhân vào dịp kỷ niệm mừng bổn mạng giáo xứ, chúng con được cái may mắn lớn và được vinh hạnh rất là lớn được chào đón cha và được nghe những lời giáo huấn của cha trong suốt 3 buổi vừa qua, bắt đầu từ tối thứ 2, tiếp tục tối thứ 3 và kết thúc vào tối hôm nay. Qua lời giảng thuyết rất là hùng hồn và những lời giảng huấn sâu xa và ý nghĩa, cha đã kết hợp một cách hài hòa những lời lẽ trong Kinh Thánh và lời lẽ trong văn hóa, trong văn chương, ca dao tục ngữ Việt Nam, để giúp chúng con hiểu rõ hơn về ý niệm của đạo và đời, và đặc biệt là hiểu rõ hơn về những cái đức tính cao đẹp của Thánh Giuse, là đấng bảo trợ và là người mang lại hạnh phúc cho gia đình và là người chồng gương mẫu. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã vượt đường xa đến đây để chia sẻ và giảng dạy chúng con, và tạo cho cộng đoàn giáo xứ chúng con được dịp ngồi gần gũi như thế này trong ngôi thánh đường thân yêu nhỏ bé của chúng con. Chúng con xin kính chúc cha được thượng lộ bình an về lại San Antonio. Và chúng con cũng cầu xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse luôn thương ban cho cha nhiều sức khỏe, ban cho cha luôn luôn cho cha sự ơn soi sáng, để cha mãi mãi là một tử tốt lành, mang tình yêu thương và tin mừng của Chúa đi khắp muôn phương. Cảm ơn anh. Dạ, thưa cha, thật ra giáo dân trong giáo xứ chúng con á, là có tình thân với cha đã từ lâu lắm rồi, đã nhiều năm rồi, là họ đã được nghe cha giảng ở Đức Mẹ Cứu Giới, ở dòng Đồng Côn, rồi dòng Biển Đức, được nghe cha giảng, rồi nghe cha đọc thơ của Tú Sương, của Tảng Đà. Thì hôm nay các bà trong giáo xứ chúng con và một số chị cũng có bài thơ nhỏ nhỏ tặng lại cho cha nè. Vậy thì đọc đi. Dạ, bài thơ được bắt đầu như thế này: Cha Hy sư tổ giảng phòng, thánh tâm giáo xứ nức lòng ra nghe. Cha về giảng thánh Giuse, người cha gương mẫu chở che gia đình. Các anh các chú chúng mình đồng tâm học hỏi, gia đình thăng hoa. Mai này dẫu có cách xa, đoàn con vẫn nhớ lời cha giảng phòng. Cha Hy thoải mái vòng vòng, năm sau trở lại giảng phòng thánh tâm. Đó là tâm tình của chúng con gửi cho cha. Cảm ơn cha. Ở đây văn ra là thơ hả? Cảm ơn anh rất là nhiều. Và từ hồi Covid đến giờ 2 năm, đây giáo xứ này là lần đầu tiên và duy nhất trong 2 năm tôi đi giảng. Nói đúng ra là lần thứ 2, bởi vì lần đầu tiên là tôi giảng cho Mỹ và cho giáo phận ở Little Rock, tức là tôi giảng tĩnh tâm cho 140 linh mục ở trên đó của giáo xứ Mỹ, của địa phận Mỹ. Cho nên tôi tính về Việt Nam thì đây trong 2 năm đây là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi đi giảng trong 2 năm. Còn nếu anh chị em thấy là thỉnh thoảng nó nằm qua Zoom thôi chứ tôi không có đi. Nhưng mà đây làm thơ hay quá, rồi nói tôi để sang năm tôi trở lại đó, thì tôi cũng xin đáp trả bằng một câu thơ. Rượu nhạt mà uống lắm thì cũng say, người khôn mà nói lắm dẫu hay nó cũng nhàm. Xin mời tất cả chúng ta đứng chia ban phép lành hả? Là cha. Xin mời ngồi. Tôi biết là anh Thành có đưa
cái box around, thì những ai có câu hỏi gì cứ bỏ vào đấy. Rồi hôm nay nhiều câu hỏi, tôi sẽ dành một số thời gian đủ để tôi trả lời hết những câu hỏi của anh chị em nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng và tôi muốn nói đến Thánh Giuse. Gương Thánh Giuse là người mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đề tài thì nó thật là tức cười, nhưng thật sự đúc kết lại tôi cũng chỉ sẽ nhắc lại. Một gia đình hạnh phúc cần có một người, cần có một người phải chịu chết, chết cho người khác được sống. Bất cứ gia đình nào muốn có hạnh phúc, ít nhất phải có một người. Và đó là nguyên tắc ở trong đức tin của chúng ta. Nó không phải là nguyên tắc của xã hội. Và vì xã hội không có một người biết hy sinh, biết chết cho người khác được sống, cho nên thật sự xã hội không có đủ tín chỉ, không có đủ gọi là gì đó, credit đó, hả? Không có đủ cái không có đủ khả năng và tín chỉ để dạy cho chúng ta về vấn đề một gia đình thật sự hạnh phúc. Hôm nay tôi nói đến hạnh phúc của gia đình. Và trước hết chúng ta phải phân biệt đâu là hạnh phúc thật. Con người sống ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Và nếu chúng ta đọc ở trong tuyên ngôn độc lập của đất nước này, cũng như ở trong rất nhiều các constitution, tức là các cái constitution của các cái quốc gia, thì ai họ cũng nhằm bảo vệ con người sinh ra có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Nhưng theo thần học, hạnh phúc thật sự, nó chỉ có thể có được khi chúng ta tìm đến ở trong sự thiện, tiếng Mỹ gọi là goodness. Bởi vì bất cứ một cái gì nó không thiện, nó không tốt, thì trước sau gì nó cũng sẽ đem lại điều không hạnh phúc. Vì thế, ở trong luân lý của Công giáo, Thiên Chúa là đấng toàn thiện, và khi chúng ta hướng về Thiên Chúa là chúng ta luôn luôn tìm đến những điều thiện hảo. Và chỉ có Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, còn tất cả những điều khác nó có thể đem lại cho chúng ta khoái lạc, và khoái lạc nó mau chóng ở trong một khoảng của thời gian. Hạnh phúc thật sự phải tìm được ở trong sự thánh thiện. Còn hạnh phúc mà chúng ta gọi là hạnh phúc giả đó, theo nghĩa của trần tục, thì nó hoàn toàn là phiến diện. Bởi vì khi hai vợ chồng, tôi đang nói tới gia đình hạnh phúc hả? Khi hai vợ chồng đồng lòng đồng ý để làm một việc gì, chưa hẳn đó đã là hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều gia đình, họ vui thú, nhưng cuối cùng chính lương tâm lên án họ. Hay nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cho nên hạnh phúc thật sự phải được định nghĩa là khi chúng ta tìm đến điều thiện hảo. Còn theo nghĩa hạnh phúc của xã hội là khi con người thỏa mãn được những khát khao hiện tại của mình. Khi hai vợ chồng đồng ý, khi gia đình con cái cảm thấy vui vẻ thoải mái, họ cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng thật sự đó chỉ là một định nghĩa tạm thời của xã hội, chứ không phải của Thiên Chúa, không phải của đức tin. Và vì thế biết bao nhiêu lần chúng ta thấy ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhiều khi có những cặp vợ chồng mà không những người chồng hay là người vợ đã quá tệ bạc đối với tha nhân, mà một điều kỳ lạ là người chồng người vợ hợp nhau và cả hai cùng trở nên những con người chúng ta gọi là ác, hành hạ người khác. Người ta nói là nồi nào úp vung nấy hả? Mà quả thật như vậy. Đôi khi có những trường hợp mà mình nghĩ trong gia đình một người thôi là mình đã ngán ngẩm lắm rồi, mà không biết sao cả hai nó cùng hợp như vậy. Vợ chồng nhiều khi vì như vậy cho nên biết bao nhiêu lần chúng ta thấy con người họ tìm đến cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc ảo. Ảo bởi vì một người chồng đã làm sai, không những đã hối lộ rồi bóc lột rồi làm những việc sai trái, lừa gạt, mà người vợ còn bao che. Và đến khi họ có được đồng tiền, họ ăn sung mặc sướng, thì họ cảm thấy gia đình họ hạnh phúc. Ý tôi muốn nói ngưu tầm mưu, mã tầm mã trong những trường hợp này là vậy. Và khi có những hạnh phúc ảo là gì? Là khi hai người đồng thuận,
đồng thuận để làm điều sai trái, đồng thuận để bao che. Và những lúc đó thì lương tâm của họ trở nên chai đá. Và vì chai đá cho nên họ không phân biệt được sự đúng sai. Như tôi nói, họ có thể tìm thấy khoái lạc, nhưng không thể nào họ tìm thấy được hạnh phúc theo đúng nghĩa mà Thiên Chúa dạy hay là giáo hội dạy chúng ta được. Có bao nhiêu trường hợp mà chúng ta nghe tới gọi là phu sướng phủ tùy. Nhưng mà trong trường hợp này tôi muốn nói đến phu sướng phủ tùy để hãm hại người khác. Tôi nhớ năm 1989 thôi, khi mà ông Nicholas, bà bè Elena Concescu đó của Romania. Những ai mà theo dõi tin tức thì thời đó thì biết hả? Nicholas và Elena Concescu, hai người làm bây giờ mình gọi là chủ tịch nước hả? Của đất nước Romania 20 mấy năm trời. Và ngày mà quân đội gọi là quân đội giải phóng, bởi vì lúc đó thì bức tường thành của Berlin sụp đổ, rồi chế độ của Cộng sản của Đông Âu cũng sụp đổ, thì quân giải phóng người ta vào bắt hai ông bà ra. Và chúng ta nghe cái câu chuyện của Nicholas và Elena. Nicholas là ông tổng thống, không những ông ác rồi, bà còn ác hơn ông nữa. Và sau khi người ta tổ chức một cái phiên tòa gọi là tòa quân sự, nó chỉ kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ, thì tòa án quân sự đã tuyên án tử hình cho hai ông bà, chỉ bởi vì hai ông bà đã cai trị đất nước trong một khoảng thời gian khá dài và đã bóc lột giết người, rồi biết bao nhiêu người mất mạng âm thầm. Tất cả những ai chống đối cộng sản, chống đối lại chế độ đều bị tiêu diệt. Và vì tội ác của hai người cho nên phiên tòa rất ngắn ngủi quân sự, người ta lôi hai ông bà ra. Và trong cái TV, những ai năm 1989 đó, theo dõi BBC, nó lên suốt ngày suốt đêm, nó không chiếu cái lúc hai ông bà bị bắn chết, nhưng vừa kéo ra tới góc tường là nó tắt liền, bắn ngay tại chỗ. Không những một người ác mà hai người ác. Ý tôi muốn nói, có những trường hợp mà chúng ta gọi là phu sướng phủ tùy, mà cả hai cùng đồng thuận để làm việc ác. Cách đây tôi nhớ không có lâu, mới cỡ chừng đây tháng hai tháng gì, ở bên Hà Nội có một cái trường hợp, một cái anh và một cái chị đó không biết làm sao mà đánh cái đứa nhỏ, giết cái đứa nhỏ có 3 tuổi đó. Chứ mà anh chị nghe hả, là con ruột của mình mà không biết sao mà cả hai người mà lại đồng thanh. Tôi nghĩ là nó khóc, nó la hay cái gì đó, không biết có mấy tuổi à. Đánh sao chết, cuối cùng bây giờ nó ra tòa nó xử. Hình như cái anh kia nó bị xử tử thì phải, tôi không có theo dõi tin tức đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói, đến một lúc nào đó lương tâm của con người chai đá. Và khi chai đá rồi, họ cứ nghĩ rằng đồng vợ đồng chồng là hạnh phúc. Sai. Đồng vợ đồng chồng mà không đi đúng với hướng dẫn của Kinh Thánh, không đi đúng với hướng dẫn của lương tâm, thì tất cả những điều sai trái nó sẽ trở lại để ám ảnh mình. Cọp giết người thì cọp ngủ, người mà giết người thì thức đủ 5 canh. Ông bà mình dạy cho chúng ta, bởi vì mỗi một con người sinh ra, Thiên Chúa ban cho mình có tiếng nói lương tâm. Vì thế những gì chúng ta làm sai, chúng ta không bình an được. Những ai đọc cái câu chuyện của đọc cái câu chuyện của Jean Valjean đó hả, thì cũng thấy được một cái câu chuyện ở trong đó. Nếu mà chúng ta hiểu được cái câu chuyện của Jean Valjean đó, thì chúng ta thấy được một cái cặp vợ chồng, tôi không nhớ tên, nhưng mà trong đó cặp vợ chồng người ta cũng nuôi con gái của Fantine đó hả. Rồi hai người hành hạ đứa bé cho đến khi Jean Valjean ông ta xuất hiện. Rồi ban đầu ông ta thấy đứa nhỏ nó đi gánh nước về, nó chơi với một cái con búp bê, mà con búp bê nó rất là đắt tiền. Hai đứa con của cái nhà người kia, hình như tôi nhớ tên là Mattia gì đó, tôi không nhớ. Cái con này, bà người mà người đàn bà tên là Fantine đó, nếu mà tôi nhớ kỹ, người đàn bà tên là Fantine, cô ta là một người nghèo, có một đứa con không có chồng. Cho nên để không có tiền mà nuôi đứa con này, bởi vì phải đi gửi con, thì khi không có tiền nuôi đứa con, cô ta phải đi lên trên Paris để làm nghề là đứng đường. Rồi cô ta gửi tiền.
Đến một thời gian thì cô ta bị lao phổi, cho nên cô ta không có nuôi được nữa. Rồi cô ta mới nhờ tới ông Giang Văn Giang, thì chúng ta nghe câu chuyện biết rồi. Giang Văn Giang để mà Giang Văn Giang đến để mà đem cái đứa con gái về. Khi ông Giang Văn Giang đến xuất hiện đến nhà của ông bà mà nuôi cái đứa bé này, đứa bé Phan Tin đó, thì hai ông bà này hành hạ đứa nhỏ mà ông Giang Văn Giang thấy ngay trước mắt. Bởi vì khi ông đi về thì ông thấy đứa nhỏ, con của ông bà chủ chơi một cái con búp bê, mà cái cô bé này nó chỉ có ngồi mà nó nhìn, mà nó ước ao, nó chỉ được chơi với con búp bê đó thôi, nhưng mà nó không có tiền. Giang Văn Giang là một người giàu có, ông ta đi ra ngoài, ông ta mua một cái con búp bê rất là có tiền. Rồi hai vợ chồng biết ông này có tiền cho nên bắt đầu lên giá. Tức là thay vì giá chuộc là 50 franc thì hai ông bà đòi, ban đầu không biết hả, rồi ban đầu đòi nếu muốn chuộc nó thì đòi 1.500 franc, tôi chỉ nhớ như vậy. Và khi hai ông bà đòi với một cái giá nghĩa là trên trời để có thể chuộc tiền, trong khi để con bé ở đây chẳng qua là làm thuê để hành hạ, thì ông Giang Văn Giang rút trong giấy, trong túi ra một tờ giấy đã được ủy quyền của mẹ nó để đem nó về. Và ông đem đi mà không trả một đồng bạc nào. Cái câu chuyện là có những cặp vợ chồng mà một điều lạ lùng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là không những chồng ác mà vợ cũng ác theo. Và vì thế trong đời sống công giáo của chúng ta, coi chừng những việc đồng vợ đồng chồng chưa hẳn đã là những điều hợp với giáo lý của giáo hội. Và như tôi nói, khi chúng ta lâm vào cảnh mà nhìn thấy những điều có thể đem lại một sự khoái lạc cho mình, một niềm vui tạm thời cho mình, thì người ta cứ nghĩ rằng đây là hạnh phúc của gia đình. Nhưng đây là những lương tâm chai đá không phân biệt được đúng sai. Đó là chưa nói đến những lúc này thì cái tôi của họ quá lớn, và chính họ đặt ra một tiêu chuẩn đúng sai để họ biết được đâu là điều đúng, đâu là điều sai, rồi tự họ đặt ra một tiêu chuẩn hạnh phúc. Cho nên dù làm việc sai, dù bóc lột, dù đánh lừa, dù buôn bán một cách gian xảo có thể đem lại cái chết cho người khác, mà chúng ta thấy đầy dẫy ở Việt Nam ngày nay, tối họ vẫn có thể gác tay lên trán ngủ được. Tôi không nói một người, tôi nói tới đồng thuận, đồng vợ, đồng chồng. Nên nhớ, đồng vợ đồng chồng là một điều rất tốt, bởi vì đây là một dấu chỉ của hòa thuận. Và nếu chúng ta hướng thiện thì đây là dấu chỉ của ơn Chúa. Đồng vợ đồng chồng mà hướng thiện là dấu chỉ của ơn Chúa. Và đương nhiên, lương tâm chính là thước đo tiêu chuẩn đạo đức của công việc chúng ta làm. Vậy đâu là hạnh phúc thật? Nhìn vào Thánh Giuse, chúng ta không cần phải suy niệm nhiều, bởi vì chúng ta đã suy niệm trong hai ngày qua. Ngài là một con người của đức tin, Ngài là một con người của Thiên Chúa. Và vì thế, để có hạnh phúc thật, thì Ngài tìm đến Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Bởi vì như tôi định nghĩa hạnh phúc thật là khi chúng ta hướng về điều thiện, làm một việc gì thiện, có nghĩa là sau khi mình làm thì suốt đời, không những đời này mà cả đời sau, không bao giờ mình ân hận. Đó là hạnh phúc thật. Và đó là những gì Thánh Giuse đã làm cho gia đình Thánh, hay chúng ta vẫn thường gọi tắt là Thánh Gia. Hạnh phúc thật đến từ Thiên Chúa, và nó đến từ cố gắng của từng cá nhân ở trong gia đình. Nhưng như tôi nói ở đầu bài giảng, một gia đình hạnh phúc, bao giờ trong gia đình cũng cần phải có một người chết đi. Muốn được gia đình hạnh phúc, bao giờ cũng phải có một người chết đi. Chết đi cho người khác được sống. Bao giờ cũng phải có một người chịu đựng hy sinh. Bởi vì không có hy sinh, không bao giờ đem lại hạnh phúc thật. Có thể, như tôi nói, những khoái lạc có thể đến, những niềm vui đơn sơ hay là những niềm vui mang tính tạm thời nó có thể tới. Nhưng hạnh phúc thật sự sâu sắc không thể tới nếu chúng ta không có một người biết sống hy sinh. Hạnh phúc thật đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Tại vì chỉ có đức tin mới có thể giúp cho chúng ta hy sinh và tha thứ. Không có đức tin,
chúng ta không thể làm được. Đó là chưa nói chúng ta thấy sự vô lý của nó. Xã hội nó đòi hỏi công bằng. Và đối với xã hội Do Thái ngày xưa, ngay cả họ có đức tin vào Yahweh Thiên Chúa, họ cũng đòi hỏi công bằng. Và để cho công bằng, họ đặt ra luật mắt đền mắt, răng đền răng. Có nghĩa là anh đánh tôi mất một mắt, tôi móc lại anh một mắt. Anh đánh tôi gãy một răng, tôi đánh lại anh gãy một răng. Nhưng đến thời kỳ Chúa Giê-xu thì luật đó nó không còn nữa. Bởi vì Ngài đến và Ngài tha thứ cho ngay cả kẻ giết Ngài, mà không những Ngài tha cho những người giết Ngài, Ngài tha ngay cả khi họ không xin Ngài tha. Đây mới là thái độ của những anh hùng. Ở trên thánh giá, Chúa Giê-xu nói với những người đứng dưới thánh giá: xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Trong khi Ngài nói câu đó, thì những người giết Ngài làm cái gì? Họ đang bốc thăm để coi ai có thể lấy được chiếc áo mà không có đường chỉ may. Có nghĩa là họ chưa xin Ngài tha thứ. Tôi không nói những người ăn năn sám hối đến nói: ồ chị ơi, bố ơi, mẹ ơi, anh ơi, tha cho tôi. Tôi chưa nói. Tôi nói là những người đang sỉ vả, đánh đập, sụt nhục mạ chúng ta và đang đứng trước mặt mình cười hả hê, mà mình đã tha rồi, nó chưa hỏi. Trên thánh giá Chúa Giê-xu nói: lạy Cha, xin tha cho chúng, bởi vì chúng không biết việc chúng làm. Mà trong khi Ngài nói thì những người dưới chân thánh giá đang bốc thăm để tìm cách lấy chiếc áo của Ngài. Chưa nói là chúng còn chế giễu: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy bước xuống đây cho chúng tôi tin. Một sự thách thức. Không có đức tin chúng ta không làm được. Và thế, vì thế Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, và hạnh phúc thật là có Thiên Chúa ở cùng. Muốn tìm hạnh phúc mà ở ngoài đời, mời một người về kinh tế về đây để giảng cho anh em nghe làm thế nào để mua stock cho nó nhiều tiền. Nhưng nếu muốn tìm hạnh phúc thật thì rõ ràng chúng ta phải đọc Kinh Thánh, đi theo đường hướng của các thánh, trong đó Thánh Giuse là một trong những gương mẫu chúng ta đang theo. Và hạnh phúc thật, như tôi nói, chỉ có thể tìm kiếm được ở trong Thiên Chúa. Vậy làm thế nào để có hạnh phúc thật? Thánh Giuse là người mang lại hạnh phúc. Đương nhiên mẹ Maria cũng mang lại hạnh phúc. Nhưng bởi vì trong mùa này chúng ta đang nói về Thánh Giuse, cho nên tôi tập trung vào hình ảnh của Ngài mà thôi. Thánh Giuse là người mang lại hạnh phúc trong gia đình. Và nhiều khi trong gia đình chỉ cần một người thôi, một người hy sinh đủ để cho gia đình cả 10 người có thể có được hạnh phúc. Việc đầu tiên là người đó phải biết chấp nhận. Chấp nhận nhau. Thánh Giuse nhận Maria sau khi thiên thần báo mộng cho Ngài: đừng sợ nhận Maria về nhà ở với mình, bởi vì con của bà này sinh ra là con của Đấng Thánh. Khi tỉnh giấc, trong phúc âm nói Thánh Giuse nhận mẹ Maria, chấp nhận mẹ mà không có một câu hỏi. Rồi Chúa Giê-xu là một gương khác, một gương sống về chấp nhận trong gia đình. Ở trong thư gửi cho tín hữu Philippian nói là Chúa Giê-xu mặc dầu là ngôi vị Thiên Chúa, Ngài đã không phải giữ lấy cái ngôi vị đó. Ngài từ bỏ xuống, từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Rồi Ngài còn vâng phục Thiên Chúa, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Không những chết, mà thư gửi cho Philippians nói là chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã yêu thương và tôn vinh Ngài, ban cho Ngài một danh hiệu. Danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, mà mỗi khi nghe đến tên Giê-xu thì mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ cũng phải quỳ gối tôn thờ Ngài là Chúa. Chấp nhận. Chấp nhận là yếu tố quan trọng đầu tiên. Thánh Giuse chấp nhận chọn mẹ Maria. Thánh Giuse chấp nhận để chọn nuôi Chúa Giê-xu. Rồi Chúa Giê-xu chọn thân phận làm người. Rồi gia đình thánh gia, một gia đình biết chấp nhận nhau, chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn ở Bethlehem. Rồi Thánh Giuse chấp nhận đi Ai Cập, đi trong đương nhiên là khổ cực.
Ngày xưa mấy ông bà mà ngoài Bắc đó, già già rồi, giờ lớp này giờ không biết còn ai trên 80 di cư ngoài Bắc vào. Miền Nam thì đất đai nó nhiều, cho nên đồng ruộng nhiều khi cò bay thẳng cánh. Chứ ngoài Bắc đất đai nó ít, ruộng thì miếng nhỏ nhỏ, bên này bên kia nhỏ nhỏ, đường đê họ đâu có dám làm lớn. Bởi vì làm lớn đất đâu mà trồng lúa, là cái đường đê bằng chừng này đi vừa cái bằng chân. Vậy đó mà rồi, ngày nào mà trời mà trăng sáng đó thì mấy ông mấy bà lo mà đi tát nước, tát lấy cái gầu sòng tát để mà cho nước nó vào trong ruộng lúa mà có lúa mà ăn. Chỉ có đêm nào mà không trăng không sao, tối trời không đi làm được đó, lúc đó mấy anh mấy chị mới đi tán tỉnh nhau, không đi làm. Mà trong cái câu thơ Việt Nam họ nói làm sao? Một cái câu thơ rất ngắn: vì tình mà anh phải đi đêm, vấp năm bảy cái thì đất nó vẫn êm hơn giường. Không biết có không biết. Bởi vì người ta chấp nhận được. Khi yêu là mình chấp nhận. Thiên Chúa khi Ngài yêu con người, Ngài chấp nhận xuống làm thân phận con người. Cái câu thơ mà tôi thích là một cái chị, một cô yêu một anh chàng, và bởi vì không có cùng môn đăng hộ đối, cho nên môn đăng hộ đối là một trong những cái kỷ cương rất là rõ của xã hội Việt Nam ngày xưa. Vì thế cô ta cũng ngại ngùng và biết rằng mình không thể nào với cao được, cho nên làm sao đĩa mà dám đeo chân hạt. Cô ta về nói với anh này: anh ơi, anh về lấy vợ cho xong, em là con tép lộn rong khó tìm, thân phận em không là cái gì cả. Nhưng mà khi yêu rồi thì người ta sẵn sàng bỏ tất cả. Khó tìm thì anh vẫn cố tìm, lộn rong thì anh vớt hết, chứ không có mình thì anh ở với ai. Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên để đem lại cho gia đình hạnh phúc là phải biết chấp nhận. Nhưng mà tôi sẽ nói chấp nhận như thế nào. Chấp nhận nó không đến một cách tự nhiên, mà chấp nhận là do cố gắng của mỗi một con người. Người ta nói khi yêu là mình yêu tất cả mọi sự từ người mình yêu. I love you the way you are. Đó không phải là chấp nhận. Khi chúng ta nói yêu mà gọi là yêu tất cả những gì người đó hả? Đó không phải là chấp nhận. Chấp nhận phần lớn khi nhỏ thì chúng ta thường thường tìm sự chấp thuận của bố mẹ. Lớn lên thì chúng ta tìm sự đồng thuận, chấp thuận của vợ, của chồng, của đồng bạn. Nhưng chấp nhận ở đây nó mang tính hy sinh ở trong đó, chứ không phải I love you the way you are. Nếu chúng ta yêu và yêu tất cả những gì thuộc về người mình yêu, cái đó tuyệt vời. Chỉ có điều nó không thực tế. Bởi vì con người chúng ta thay đổi, và điều đó trở thành một điều mà tôi sẽ nói là nó thuộc cái gọi là wishful thinking. Mơ vậy thôi. Bởi vì nếu chúng ta I love you the way you are, ở trong cái tiếng yêu của người Hy Lạp, người ta đặt cái tên gọi là agape, tức là yêu mà nó không có điều kiện, yêu mà không có cần phải thay đổi một cái gì cả. Thật sự nếu được như vậy thì tốt lắm. Nhưng thực tế con người nó không có. Bởi vì con người của chúng ta không phải là một tình trạng cố định fixed, mà nó là một sự chuyển nở, một sự phát triển, thay đổi. Mà đã thay đổi thì chắc chắn hôm nay nó phải khác ngày mai, và ngày mai nó phải khác ngày sau, nó phải khác ngày mai nữa. Vì thế chúng ta phải học để chấp nhận, chứ không thể nào chỉ nói một cách I love you the way you are. The way you are today, ngày hôm nay, nó khác với cái con người của em ngày mai, ngày mốt. Đơn giản bởi vì con người của chúng ta lớn lên, sinh ra và thay đổi. Mà thay đổi nó làm cho con người chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và thay đổi cách chúng ta chấp nhận. Vì thế, chấp nhận bao giờ cũng mang tiếng hy sinh. Nó phải có cái tính hy sinh ở trong đó. Bởi vì khi vợ chồng ở với nhau một thời gian đủ thì chúng ta bắt đầu thấy những tật xấu của nhau lòi ra. Nhớ, thường nhiều khi con người của chúng ta không thay đổi nhiều, nhưng suy nghĩ của chúng ta thay đổi. Thời kỳ mà anh về mới những ngày đầu, trời ơi, ổng sạch sẽ lắm, ổng ngăn nắp lắm, mà làm sao mới được có mấy tháng bắt đầu ổng bày hay quá sức vậy? Cái chuyện đó bình thường. Và vì thế lúc này mới đòi hỏi chấp nhận. Chưa nói, trời ơi, ngày trước á, bà nói ít lắm, bà về nhà nhiều khi cậy miệng không nói, hay là lúc đó mới về làm dâu sợ. Trời ơi, bữa nay tôi đeo cái ống vào rồi mà cũng vẫn còn nghe bà nói. Nói quá. Còn ông ngày xưa về tới nhà, trời ơi, vuốt ve lo lắng công việc. Bây giờ về tới nhà, ông chỉ biết cái computer thôi, không biết cái gì hơn.
Tất cả những cái này đòi hỏi, nếu chúng ta muốn có một đời sống hạnh phúc thì bắt buộc phải có sự chấp nhận, và chấp nhận mang thái độ hy sinh. Chấp nhận nó có thể ngay từ đầu, chấp nhận nó cũng có thể theo với thời gian. Ngay từ đầu, ví dụ một người bạn, đương nhiên không có một người nào hoàn hảo cả hả. Người ta kể chuyện có một ông đã lớn tuổi rồi, 90 rồi, mà tính tình rất hiền lành, một con người hồi trẻ thì đẹp trai, học hành cũng giỏi giang, có địa vị, có tiền bạc, tính tình rất là dễ thương. Chỉ có điều là ông ta không lấy vợ. Cho nên khi ông ta già gần chết rồi, có người hỏi ông ta, tại sao mà ông không lấy vợ? Ông nói là bởi vì ông muốn tìm được một người vợ hoàn hảo. Một người vợ mà theo như tiêu chuẩn, như ngày hôm qua tôi đưa 10 tiêu chuẩn cho các ông, thì ông cũng đưa 10 tiêu chuẩn như vậy cho các bà. Người ta hỏi ông, như vậy ông cứ nghĩ rằng cả một cái trái đất này, cả hằng một nửa của cái trái đất này, cả vài tỷ người là người nữ, mà ông không tìm được một người nào sao? Ông nói không, tôi tìm được. Nhưng khi tôi đến hỏi bà, thì bà nói bà cũng đang đợi một người đàn ông hoàn hảo. Có nghĩa là không bao giờ chúng ta tìm ra được một con người hoàn hảo. Và vì thế, nếu có những khuyết điểm, nếu có những cái điều nho nhỏ, tôi không nói những điều quá lớn đem lại gây gổ. Người vợ thích ăn cái này, thích con chó, thích con mèo, thích màu xanh, thích cải lương. Mà nhiều khi mình không quen với cải lương, mỗi lần có những cái việc mà người ta gây gổ nhau, hay có những câu chuyện người ta đăng ở trên báo chí, khi vợ chồng ly dị, mà chúng ta đọc, đọc xong mình thấy tội nghiệp cho họ. Nguyên nhân ly dị là bởi vì bà mở cải lương. À trời lấy Chúa thôi, có cái gì đâu. Nhưng mà bởi vì ông không thích, cho nên ông bắt bà phải mở cái khác. Ví dụ vậy, chỉ có vậy cãi nhau rồi cuối cùng ly dị. Chấp nhận bao giờ nó cũng đòi hỏi mang tiếng hy sinh. Chấp nhận không chỉ là bỏ qua. Bỏ qua không phải là chấp nhận. Chấp nhận không chỉ bỏ qua mà đón nhận, hơn là mình biến nó trở thành một đầu mối để mà tranh cãi hả? Tôi đã nói rồi, tôi không có thích chó, mà tại sao mà đem về? Thì nếu trường hợp mình không thích, mình có thể dùng một cái cách thức khác. Hay là nếu trường hợp, trừ khi mình bị allergy thì không nói. Còn cái chẳng qua là mình không có cái lý do gì hết, nhưng mà bởi vì không thích thôi. Và cuối cùng mình làm thành, mà trong khi bà đang đau yếu, hay là nhiều khi bà bị mù hay là cái gì đó, con chó nó có thể giúp được, ví dụ vậy. Ý tôi muốn nói đơn giản, chấp nhận không phải chỉ là bỏ qua mà thôi. Nhưng chấp nhận là khi chúng ta hy sinh để mình biết đây là điều làm cho người phối ngẫu của mình vui. Và mình đừng dùng cái lý do đó, đừng dùng cái việc đó, đừng dùng cái việc nấu ăn, việc mà chị này thích làm từ thiện hay là đi hát hò chung với những người khác. Có những cái nó hết sức nhỏ nhỏ. Đừng làm những cái đó trở thành những cái đầu mối để mà gây gổ với nhau. Con người chúng ta với thời gian ai cũng thay đổi cả. Và đừng bao giờ quên là với thời gian người vợ mình thay đổi thì mình cũng thay đổi. Và vì thay đổi cho nên nó mới bắt đầu lòi ra những cái mà trước đây mình không thấy. Vì thế cho nên tại sao bữa nay mỗi lần ông về, thay vì ông cởi giày ông để một góc, ông đá một chiếc bên này, ông quăng một chiếc bên kia đấy, nó bắt đầu tới. Các bà cũng vậy thôi. Trời ơi, ngày xưa mỗi lần mà trước khi đi ra đường đó hả, tôi gọi một cái thấy bà chạy liền. Mà bữa nay á, nói với bà 8 giờ là có mặt nha em, 7 giờ dậy rồi mà trang điểm 8 giờ cũng chưa xong. Một phần là già thêm thì mình cũng phải cần chút thời gian, nhưng mà nhiều khi nó lâu quá. Tất cả những cái nhỏ nhặt đó, trong gia đình đôi khi có những cái gây gổ hay những cái làm mất hòa khí của gia đình, nó không đến từ những việc lớn, nó đến từ những cái mình không biết chấp nhận việc nhỏ. Và việc này không phải chỉ có gia đình mà thôi. Chúng tôi những người sống đời sống tập thể, đời tu của chúng tôi cũng có những điều y như vậy. Mà chúng tôi cũng phải dạy cho các sơ, các thầy, các cha. Nhiều khi có những người, có gì đâu, một cái cộng đoàn đọc sách, kinh đi cầu nguyện, thì chỉ cần có một chị đi có đôi dép cứ là... Mà cười khác khó chịu tới độ tự nhiên bực mình lên gây nhau. Tôi nói chúng tôi không có những cái việc lớn như các anh chị, nhưng có những việc nhỏ không chấp nhận được. Nhiều khi có một người ăn hơi chậm, hay là vừa ăn vừa nói, hay là nhiều khi ăn mà vừa húp canh nó rột rột kêu một chút thì mình dặn nhau. Chỉ có những việc vậy thôi trong cộng đoàn. Nhiều khi việc làm trong cộng đoàn không có việc gì làm, thế là bắt đầu trở thành những cái đề tài để mà chúng tôi cũng hụt hạc với nhau. Đi cái đôi giáp như vậy thôi là cũng có chuyện rồi.
chấp nhận, nó mang tính hy sinh. Mà điều quan trọng để chấp nhận là mình phải biết chính mình thay đổi mình trước. Thánh Giuse là người vì mẹ Maria mà Ngài muốn âm thầm kín đáo ra đi. Ngài chủ động để thay đổi chính mình hơn là thay đổi người phối ngẫu của mình. Và vì thế trong việc chấp nhận, chúng ta có thay đổi sở thích của mình để hòa đồng với sở thích của vợ mình không? Người vợ có thay đổi, có bao giờ thấy người chồng ông ta rất thích, tôi không nói là ngày nào cũng vậy, nhưng mà một năm có một ngày Super Bowl chẳng hạn, thì ông thích, ông ngồi coi cho, ông coi đi. Có một cái TV mà bà thì mở fashion show, ông thì mở Super Bowl, thì cái liễu chừng, tôi nói trong một cái tương quan tương đối thôi hả, liệu chừng chính mình có thay đổi cái sở thích của mình để cả vợ cả chồng cùng có một sở thích chung không? Rồi hay có mình có chiều người khác với cái sở thích của họ hay không? Tất cả những cái này nó đưa lại cái việc chấp nhận nhau. Một điều tôi căn dặn nữa là khi người khác thích điều mà mình không thích, không có nghĩa là người khác sai, không có nghĩa là người khác xấu. Và điều này xảy ra trong gia đình thường xuyên. Bởi vì có những người chồng, người vợ, họ cho rằng họ là chân lý, những lời họ nói ra phải đúng, việc họ làm là đúng. Cho nên việc họ thích là cái này, và mình không thể nào thay đổi được. Nấu ăn mà họ bỏ cái đồ này vào, cái này, tôi có một lần tôi đưa người Mỹ đi ăn phở đó. Rất thích ăn phở, ông cha bây giờ ông chết rồi, cha bị đến, rất thích ăn phở. Có một lần tôi đưa đi tới tiệm phở mà cũng xui, là tôi đưa tới tiệm phở tôi cho là ngon, tiệm phở authentic Vietnamese ở trên Bắc. Vào cái ông ăn không được, lý do họ bỏ cái hồi cái gì đó, cái gì, phở bỏ cái gì, cánh hồi. Thì chú tôi nó có mùi, ông hôi quá ông ăn không được. Mình thì mình cho là thơm, đúng không? Nhưng mà sau này tôi phát hiện ra cái lớp trẻ trẻ đa số nó không thích cái mùi đó, cho nên đừng có cái mùi đó nó ăn được. Vậy đó mà có những người bắt con cháu không có cái này là không thành phở. Trời ơi, thì nó không thích thì bỏ ra thôi chứ có cái gì đâu. Tôi có những lúc mà có những người đặt mình là trung tâm của vũ trụ và cái gì mình thích là nó phải như vậy, ai làm khác không có được. Nên nhớ những người thay đổi khác ý kiến với mình, họ không thích những điều mình thích, chưa hẳn họ đã là xấu hay là sai ha. Việc chấp nhận giúp để gia tăng hôn nhân của gia đình. Và không cần, tôi nói là không cần phải đồng nhất trong mọi sự, bởi vì sự khác nhau giữa vợ chồng là một dấu hiệu đặc biệt Thiên Chúa dựng nên. Làm thế nào để sống trong đời sống cộng đoàn, mình phải có cái sự khác nhau. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta giống nhau hết, thì tất cả chúng ta là người máy hay sao? Việc chấp nhận nó cũng phải có hai bên, nó phải có hỗ tương hai bên. Cho nên ca dao Việt Nam chúng ta, tôi thích ca dao lắm. Đi đâu thì cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu mà lạnh lùng thì thiếp đói no thì thiếp chịu mà lạnh lùng thì thiếp cam. Đi đâu thì cho thiếp đi cùng. Khi đã là vợ chồng thì việc chấp nhận nhau là một quy luật, bởi vì lấy chồng thì phải theo chồng, chồng mà đi lên núi, chồng gọi là cái gì, chồng đi hang rắn hang rồng thì cũng phải đi theo. Hay là con vua mà lấy thằng bán thang, nó có đi lên ngàn thì cũng phải đi theo. Ở đây không phải nói theo cái lối là chúng ta vâng phục mà đi một cách mù quáng, nhưng nói đến việc chấp nhận, lấy chồng thì phải đi theo chồng, chồng mà có đi hang rắn hang rồng thì mình cũng đi theo. Bởi vì khi hai người không chấp nhận nhau thì kết quả là chúng ta gây gỗ liên tục. Hãy tưởng tượng có bao giờ mình tiếp xúc với một ai mà mình không thích không? Mình chỉ đối diện với một ai, tôi nói đó, cái người mà mình thích đó, thì mình ngồi gần, hay là vợ chồng cũng vậy, nhất là thời kỳ mà các anh chị mới bắt đầu chuẩn bị cưới nhau hả? Vắng nhau một phút là chịu không nổi rồi. Mà ngồi gần với nhau đó, là cũng không thể chịu, nếu mà mình xa là không chịu được rồi. Nhưng tưởng tượng mình đi trong một cái hành lang, ví dụ đi chợ, mà mình thấy một người mình không thích, tôi nói việc đầu tiên thấy một cái là mình bước đi chỗ khác liền, nếu được. Có đúng không? Cái đó là cái cảm giác tự nhiên. Bởi vì đối với một người mình không thích, đừng có nói là ở gần nhau rồi ngồi với nhau. Chỉ cần mình thấy ở đầu đi, nó đầu hành lang là bắt đầu mình kiếm cái đường khác để mình đi.
Bởi vì khi mình tiếp xúc đối diện với một người mình không hợp là mình thấy rất là khó chịu. Thì cũng vậy, nếu trường hợp trong đời sống vợ chồng mà cứ đối xử với nhau như kẻ thù thì làm sao mà sống với nhau được, đồng sàng mà dị mộng làm sao sống với nhau được. Chúng ta ở trong đời, tôi nói không chỉ các anh chị muốn được người chồng, người vợ mình yêu mình, mà còn muốn được người chồng, người vợ chấp nhận mình. Mà tôi nói tới cái chấp nhận ở đây nó mang tính gọi là tính tính thần học đó, tính Kitô giáo đó. Tức là chấp nhận mang tính hy sinh ở trong đó. Vì thế, khi mà chúng ta chấp nhận trong hôn nhân, chấp nhận trong hôn nhân nó đòi hỏi cái gì? Việc đầu tiên là chúng ta nhận ra sự khác biệt của nhau. Và sự khác biệt là một điều chúng ta nên celebrate, tôn biết, nên mừng. Bởi vì cái khác nhau của vợ chồng chính khi Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ. Và Ngài dựng nên như vậy để cho người chồng, người vợ bổ túc cho nhau. Đừng biến mình trở thành đồng hóa tới độ nó không còn sự khác biệt. Thiên Chúa dựng nên người chồng có một cái tính khác, người vợ có một cái tính khác. Và chính cái khác nhau khi chúng ta chấp nhận, nó bổ túc cho nhau. Và đây là một điều tuyệt vời. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn biến người khác trở thành một người như mình. Mình thích cái gì người kia phải thích, mình đi mặc áo gì người đó phải cái áo như vậy. Nhiều khi có những lúc chúng ta biến người khác trở thành giống như là một cái món hàng, một đồ chơi, hay là một cái con vật, hay là một cái gọi là bậc thụ tạo mà chúng ta tạo nên. Bởi vì mình không cho người đó có sự khác biệt. Không được. Ở trong đời sống, sự khác biệt là một điều đặc biệt Thiên Chúa dựng nên. Điều quan trọng là làm thế nào để chấp nhận những khác biệt đó. Tại sao như tôi nói, tại sao chúng ta không nói chúng ta vui vì chúng ta đa dạng, vì chúng ta khác nhau? Tại sao chúng ta không thấy điều đó? Rồi cái thứ hai là chúng ta nhận ra những tật xấu và chấp nhận nó. Sống thì mỗi người một nét, chết thì mỗi người một tật. Và đương nhiên mỗi người có những tật xấu khác nhau. Tôi nói có những cái tật xấu nó mang tính gọi là nó nhiễm ở trong máu rồi hả? Có những cái nó rất là đơn giản mình có thể dạy được. Nhưng có những cái mà người vợ hoặc người chồng không được lanh lẹ hay tế nhị như mình. Nhiều khi tôi nói có những cái gây gỗ nó rất là tức cười khi chúng ta đọc báo thấy. Một người ăn nhanh quá chẳng hạn. Nhiều khi ông ăn nhanh thì mình, trừ khi mà nhanh quá như lính thì tôi không nói. Nhưng mà ăn nhanh thì cũng đâu có đến nỗi gì. Cũng trở thành một vấn đề ăn chậm chậm lại. Mình làm giống như nó là một đứa con nít để cho mình dạy. Rồi có những người họ không phải cẩu thả. Nhưng họ đánh cam, họ đánh răng thì họ chỉ cần bóp cái ống ra đánh thôi, họ không phải cẩu thả. Cũng bị la, phải bóp từ dưới lên trên như thế này, nghe chưa? Lạy Chúa, tôi trong đời có những người hết sức là cái gì đó, tỉ mỉ. Nhưng mà cũng có những người không được tỉ mỉ như vậy. Tôi nói đó, một trong những điều mà dạy cho anh chị em cái tính kiên nhẫn và chấp nhận. Đi vào trong phòng của con cái anh chị em, cái tuổi mà có chừng 15, 16, 17 bây giờ, mà nhất là phòng vào phòng mấy đứa con trai. Anh chị mà bước vào trong đó mà tìm được một cái chỗ đứng là may lắm rồi đó. Nhiều khi không dám mở cái phòng nó ra mà nhìn nữa. Nhưng mà đừng có đụng vô. Là bởi vì những cái đồ nó vất như vậy, nó không phải là lộn xộn đâu. Nó có cái trật tự của nó mà chỉ có nó biết thôi. Cái quần ở bên này, cái đôi giày ở bên kia. Còn mở ra là mình giật mình. Nhưng mà nó cảm thấy thoải mái. Mà khi mình dọn rồi là bắt đầu nó về nó la, bởi vì nó tìm không ra nữa. Cái đôi giày của con ở đâu đâu rồi? Mày vất một chiếc bên này, chiếc bên kia. Con để hai chiếc là bởi vì cái chiếc bên kia đó là con chặn cái cửa. À, nó có cái ý của nó. Mình bước vô phòng là mình giật mình. Tập cho anh chị cái tính chấp nhận ở cái chỗ đó. Rồi có những người có những tật xấu thông thường. Mà như tôi nói, đừng nhìn tới người ta. Cười người thì chớ khác cười lâu. Cười người hôm trước là hôm sau người cười. Bởi vì mỗi một người chúng ta dù có đến mức hoàn thiện bao nhiêu, cũng có những cái tật nho nhỏ. Có những người đi ra đường người ta rất là kính phục dễ thương. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người nói thằng này hách, con này có vẻ kiêu. Nhưng mà thật sự mình không phải kiêu hách. Chỉ có cái là mình hơi ngại ngùng. Ngại ngùng người ta nhìn với một con mắt khác. Còn có một đứa ra đường vui vẻ,
ai cũng có thể sâu được. Sao bác hôm nay khỏe không? Cái con nó vô duyên. Sống sao cho vừa lòng người, phải không cô? Ở rộng thì người cười, mà ở hẹp thì người chê. Cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn. Béo chê béo trục, béo tròn. Gầy xê chê xương sống, xương sườn phơi ra. Ông bà mình nói rồi, không làm sao mà có thể cho những người khác thỏa mãn được. Và vì thế ngay cả vợ chồng nấu ăn mà nhanh á, trời ơi em làm cái gì cũng nhanh á, nhanh quá rồi cuối cùng rồi cậu, thì nhanh thì đương nhiên nó cũng phải có nước nó văng qua bên này một chút, bù lại. Trời ơi, ông mà tới nhà ăn cơm nhà tôi hả, nếu mà trường hợp mà 6 giờ ông tới ăn cơm là tôi phải về, tôi dặn bà nấu từ lúc 3 giờ, bà nấu 3 tiếng cũng chưa xong bữa cơm. Thì họ nấu chậm thì họ có một cái khác, tức là không có một giọt nước nào văng ra ngoài. Vậy thì ông thích cái gì? Con người mà. Cho nên mỗi một người trong chúng ta có những cái, có những, tôi nói có những cái tật xấu nho nhỏ. Và chính những cái tật xấu đó nó làm cho chúng ta trở thành con người. Đương nhiên có những cái cũng phải hết sức tế nhị hả? Chẳng hạn như nhiều khi có những cái tật xấu mình sửa được. Nhiều khi vợ hay chồng, nhiều khi mình đi ra đường mà mình cảm thấy gọi là hổ thẹn, bởi vì vợ hay chồng nổ dữ quá. Tôi nói ở trong xóm tôi có một bác hả? Mà không biết sao tôi thấy cũng tội nghiệp. Hầu như là suốt cuộc đời của bác lúc nào đi ra đường cũng phải vàng vòng, rồi nói toàn chuyện trên trời không à. Mà tôi thấy rõ ràng ông chồng là người rất hiền lành. Nhiều khi nói xong ông cúi đầu xuống là mình biết rồi. Nổ, trời ơi, nổ. Nhất là thời kỳ có mấy đứa con bắt đầu đi vượt biên á. Lạy Chúa, tôi toàn nói chuyện trên trời. Mà người chồng rất là hiền, mỗi lần nói thì ông cứ cúi đầu vậy. Là mình biết là ông nhận ra. Thì những cái đó thì tôi thấy cho là quá đáng. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta có thể chấp nhận được những cái nhỏ nhỏ của nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau. Cái thứ ba, chấp nhận những ưu điểm để mà khuyến khích. Tôi nói ví dụ, một người vợ mình thích nấu ăn, thích giúp cho cộng đoàn. Đương nhiên là không có phải là lên cộng đoàn một ngày 24 tiếng rồi lên ở trên này ở hoài không lo việc gia đình thì cái đó không được. Nhưng nếu trường hợp họ có cái khiếu đó, họ thích công việc chung, khuyến khích. Mình không làm được, mình khuyến khích. Và đương nhiên mình không thích. Nhiều khi mình không thích bởi có những người ích kỷ, chỉ muốn là ở trong gia đình, lo gia đình thôi. Nhưng mình hiểu rằng việc mà chị ta đi ra ngoài giúp những người khác, đây cũng là một cái điểm son, đây là một ưu điểm. Có những người trong giáo, trong cộng đoàn, nhất là những chị mà gọi là được Chúa ban cho một cái cá tính hiền lành, dễ chịu, rồi nhẹ nhàng. Nhiều khi những người này là những người mà ai có chuyện gì người ta cũng đến để tâm sự. Lý do? Bởi vì những người này họ biết lắng nghe. Và vì ai có chuyện gì cũng đến tâm sự, cho nên bắt đầu ông chồng bực mình. Trời ơi, em hết chuyện rồi hả? Làm sao đi nghe chuyện người ta? Nhưng ông đâu có biết rằng có những lúc một người bên ngoài tìm một người để nghe, tìm không ra. Và khi họ tìm được một người họ tin tưởng đủ để họ chia sẻ, vơi được biết bao nhiêu gánh nặng cho họ. Vì thế nếu thấy được vợ mình có những ưu điểm, những cái điểm nho nhỏ, thích giúp bạn bè chẳng hạn, hay là thích tham gia cộng đoàn, khuyến khích nếu được. Và khi mình chấp nhận được những điều đó, gia đình nó hạnh phúc hơn nhiều. Cái thứ tư, nhận ra những khuyết điểm và cũng nâng đỡ nó. Chẳng hạn như nếu trường hợp người vợ của mình cảm thấy tự ti, thiếu tự tin, rồi nhiều khi họ cảm thấy tự kỷ, nhiều khi cảm thấy ồ trời ơi em, đi ra đường họ cảm thấy họ thua bạn, thua bà. Tại sao mình không nói, em à, nhờ em đó mà mấy đứa con mình nó được như ngày thì hôm nay, nhờ em đó mà bây giờ gia đình, mình dùng những lời lẽ để khuyến khích. Bởi vì mình biết được là vợ mình đang có những khuyết điểm mà mình cần phải nâng đỡ chẳng hạn. Như tôi nói, tôi thích cái bài thơ mà lỗ mũi có 18 lông nè, 18 gánh lông này nè. Là bởi vì chúng ta hay nói I love you the way you are. Và cái này cũng đúng thật. Ở trong ca dao Việt Nam có cái bài lỗ mũi có 18, lỗ mũi 18 gánh lông. Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho, đêm ngủ thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà, đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà thì đỡ cơm, trên đầu những rác cùng rơm, chồng thương thì chồng bảo hoa thơm rắc đầu.
Cái này thì ông này thì đúng là một ông thánh thiệt. Nhưng mà cái câu ca dao nho nhỏ để nó nói lên được thương mình chấp nhận, và mình có thể biến những cái có tính cách tiêu cực nó trở thành tích cực được ở trong đời sống. Vậy thì làm thế nào để đương đại hạnh phúc? Tôi muốn nói đến đạo nghĩa vợ chồng với người Việt Nam của chúng ta trước hết. Định nghĩa đạo là đường lối, là nguyên tắc con người mà con người có bổn phận gìn giữ và tuân theo trong cuộc sống của xã hội. Khác với các tôn giáo khác, khác với các xã hội khác, ở xã hội Việt Nam chúng ta ảnh hưởng đương nhiên của Khổng giáo, của Trung Quốc, nhưng cũng một phần do văn hóa của Việt Nam. Chúng ta định nghĩa hôn nhân hay là vợ chồng trở thành một đạo, đạo vợ chồng. Và tất cả những ai Việt Nam chúng ta lớn lên vào cuối thế kỷ thứ 18 thì Nguyễn Gia Thiều ông ta viết cái Cung Oản Ngầm Khúc. Ở trong đó ông viết cái gì? Có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Tuyệt vời. Ở đây ai cũng biết vòng phu thê. Vòng phu thê là góp phần để mà hòa hợp âm dương. Tức là nói con người sinh ra là có thiên địa, có trời đất, có vợ, có chồng. Hay nếu dùng kinh thánh thì nói là đàn ông ở một mình không tốt. Việc mà ở trong vòng phu thê có âm dương là một việc bình thường. Và đây cũng là điều làm cho trời đất hòa hợp. Mà trong vòng phu thê đó, nó mang tính gì? Giữa vợ chồng, đạo vợ chồng, nó mang một cái tính thiêng liêng. Là khi vợ chồng yêu thương nhau thì cả trời đất hòa hợp. Có dịp chúng ta đọc lại ở trong cái Cung Oản Ngầm Khúc của Nguyễn Gia Thiều. Bởi vì nếu trường hợp nam nữ chỉ có đến ăn ở với nhau giống như bây giờ, xã hội bây giờ đó, ngoài vòng phu thê thì tất cả những tương quan đó người ta cho là tà dâm, là thuộc về nhục dục. Cái tư tưởng này nó rất hay. Bởi vì sao? Nó đưa đến cái đạo mà trong hôn nhân Công giáo của chúng ta gọi là bí tích. Khi hai người, khi hai Kitô hữu lấy nhau thì chúng ta nâng nó lên hàng bí tích. Còn ở trong văn hóa của Việt Nam, chúng ta coi vợ chồng nó trở thành một cái đạo. Nó không đơn giản chỉ là một cái contract, một cái contract, một cái hợp đồng. Nó là một đạo. Và đã là đạo, nó mang cái tính thiêng liêng ở trong đó. Chọn lựa quan trọng nhất của đời người là cái gì? Là cần phải xem xét một cách hết sức cẩn trọng. Bởi vì vợ chồng quan trọng lắm. Cho nên ông Nguyễn Du ông nói làm sao? 100 năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Chuyện vợ chồng không phải là một cái chuyện đơn giản, mang tính, nghĩa là có tính cách chúng ta chỉ có thể coi qua hay là chọn cho nó qua. Mà đây là chuyện 100 năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Rồi nó phải mang tính chung thủy. Bởi vì sự chung thủy của gia đình nó là yếu tố ổn định của xã hội. Không phải chỉ có gia đình mà thôi. Đạo vợ chồng không phải là cá với tôm, đang mua mớ nọ thì lại chồm mớ kia. Tính ổn định ở trong hôn nhân hết sức quan trọng. Đứt tay một chút còn đau, huống chi mà nhân nghĩa bỏ sao cho đành. Nhiều khi người Việt Nam đưa những cái câu thơ vào chúng ta, tôi thích lắm. Bởi vì tôi thấy nó rất là thấm thía. Nói tới tình nghĩa vợ chồng, họ dùng những cái ví dụ rất là đơn giản hàng ngày. Đứt tay một chút còn đau, huống chi nhân nghĩa bỏ sao cho đành. Rồi đạo vợ chồng chớ đổi đừng thay, dẫu làm nên danh vọng, dẫu ăn mày cũng đi theo. Tất cả những cái này nói lên cái gì? Con người không thể hời hợt được, không thể hời hợt. Thế nhân mộng dánh tựa cánh chuồn chuồn, khi vui thì nó đậu, mà khi buồn thì nó bay. Tất cả những điều mà chúng ta học để nói lên đạo nghĩa vợ chồng thì đây là lúc chúng ta đang đối diện. Bởi vì con cái của chúng ta tiếc một điều, nó không hiểu được những giá trị văn hóa này. Vì thế đúng là cái câu của ông bà nói, thế nhân mộng dánh tựa cánh chuồn chuồn, khi vui thì nó đậu, mà khi buồn thì nó bay. Cũng một câu khác nói đến cuộc sống của chúng ta, con người tự thay đổi hả? Của những con người khi nghèo khó, rồi khi giàu có nó khác nhau. Giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ.
Không phải vô tình mà ông bà để lại cho chúng ta những câu như vậy đâu. Những câu đó là những câu mà tôi gọi là túi khôn của nhân loại, túi khôn của ông bà mình. Vì thế không phải vô tình mà ông bà nói vậy đâu. Giàu thì nó đổi bạn, sang thì nó đổi vợ. Là bởi vì những con người thật sự họ không coi đây là một cái đạo, mà chỉ coi đây là một cái tương quan xã hội mà thôi. Cho nên đạo nghĩa vợ chồng hả? Ồ, đạo nghĩa vợ chồng không có thể hời hợt. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đem lại hạnh phúc? Trước hết, vợ chồng cần phải có sự hiện diện với nhau. Sự hiện diện hết sức quan trọng. Thánh Giuse luôn ở bên cạnh mẹ Maria và Chúa Giêsu. Và chính Chúa Thiên Chúa dựng con người của chúng ta nên. Sự hiện hữu của con người hết sức quan trọng. Tôi nói anh chị em không phải là thiên thần. Vì thế đừng biến mình trở thành thiên thần khi mình đang còn là con người. Làm thế nào để vợ chồng luôn luôn gần gũi nhau? Gần gũi không phải chỉ về thể lý, mà ít nhất trong tư tưởng. Ít nhất là luôn luôn có tương quan, thăm hỏi nhau. Bởi vì xa mặt thì cách lòng ai cũng biết được chuyện đó. Mà một trong những cảm nghiệm đầu tiên của tình yêu, của hạnh phúc là bắt đầu với sự hiện diện. Phải có sự hiện diện của người vợ, người chồng bên cạnh nhau. Rồi thứ hai là lãng mạn. Từ lãng mạn đến hy sinh phó thác. Lãng mạn cũng hết sức quan trọng. Đây là một yếu tố Thiên Chúa ban cho, bởi vì nó cần thiết. Không có lãng mạn thì chắc các anh chị em trẻ trẻ cũng không biết làm thế nào để mà tán tỉnh nhau. Lãng mạn là một điều hết sức hay. Thương em thì không dám vô nhà, đi qua đi lại hỏi có gà bán không. Rất là hay. Nó mang cái tính lãng mạn ở trong đó. Mà nhà em thì bán vải, bán bông, chứ bán tơ, bán lụa, nhưng mà không có bán gà. Ở đây tôi nói cái tính lãng mạn là một yếu tố cần thiết nó dẫn đến. Bởi vì nó giúp cho các bạn nam nữ mới lớn thấy cái thú, cái hay để mà nhảy vào trong đời sống tình yêu, trong đời sống gia đình. Tính lãng mạn nó làm cho cuộc sống của mình cảm thấy thú vị hơn. Rồi lãng mạn nó không phải là cái đích, nó chỉ là một cái phương tiện mà thôi. Và nó thể hiện ở mọi lứa tuổi. Tôi nói không phải chỉ có cái lớp bạn trẻ nó mới thấy hả, là thương em không dám vô nhà, không phải đâu. Hay là cái gì đó, cái gì mà ở trong cái gì vườn hồng đã có ai vào hay chưa đó. Anh hỏi thì em xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Mấy cái đó nó rất là, nó mang tính lãng mạn rất là hay. Nhưng mà cái lãng mạn đó nó không phải chỉ có tuổi trẻ mà thôi, mà kể cả tuổi già gần chết nó cũng mang tính lãng mạn. Mà cái đó nó cần thiết ở trong đời sống để mình hâm nóng và làm cho tình yêu, làm cho cuộc sống hạnh phúc. Ông bà dạy làm sao? Tưởng rằng đá nát thì thôi, ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng. Cứ nghĩ rằng già là hết yêu hả? Không đâu. Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng. Ý tôi muốn nói, ở đây để mà cảm nghiệm được tình yêu thì chúng ta nghe cái câu này: con cá nó làm ra con mắm, vợ chồng già thì thương lắm mình ơi. Con cá nó làm ra con mắm, vợ chồng già thương lắm mình ơi. Ở đây tôi chỉ muốn nói tất cả những điều này là ơn Thiên Chúa ban. Mà để cho con người thật sự được hạnh phúc, biết chấp nhận, biết hy sinh, thì sự hiện diện và tính lãng mạn là một phần trong những điều Thiên Chúa cho phép chúng ta làm để chúng ta đem lại hạnh phúc với nhau. Cái thứ ba là chúng ta học gương yêu thương của Chúa Giêsu, sống cho người khác được sống một cách dồi dào. Ở trong Phúc Âm Gioan chương 10 câu 10, Ngài nói: ta đến cho các con được sống và sống dồi dào. Vì thế một gia đình hạnh phúc, tôi nhắc đi nhắc lại, là một gia đình cần có một người phải chết để cho người khác được sống. Và để cho gia đình hạnh phúc phải biết tha thứ. Bởi vì không tha thứ thì người khác không thể sống được. Rồi sức mạnh của tình yêu, tôi nói, ở trong sách Diễm Ca nói làm sao? Tình yêu nó mạnh như sự chết. Nhưng chúng ta thường nói tình yêu nó còn mạnh hơn cả sự chết. Và ở trong thư gửi cho Philippians, Thánh Phaolô nói: với ơn Chúa không có việc gì mà tôi không làm được. Vậy ở trong gia đình hãy cố gắng tự tin
và tự tin một cách thiêng liêng. Tôi đưa ra gương sống của những nhà truyền giáo đến với Việt Nam. Khi họ yêu mến giáo hội Việt Nam, họ yêu mến giáo hội Hoàng Vũ, và họ từ một đất nước xa lạ ở bên Tây, bên châu Âu, họ qua Việt Nam, một đất nước họ chẳng biết là ở đâu cả mấy trăm năm trước. Nhưng họ qua với tình yêu, và khi qua đến nơi, họ đã cam kết không bao giờ trở lại, chết ngay trên đất Việt Nam. Những ai có dịp đi qua bên Pháp đó, chúng ta phải mang ơn của các cha, gọi là các cha dòng thừa sai Paris đó, rất nhiều. Và những ai có dịp đi qua Pháp tới cái nhà gọi là MEP, Mission Estrangère de Paris đó, ai mà có dịp tới cái nhà của các ngài đó, thì ở trong đó vẫn còn nhiều chứng tích của các cha ngày xưa đi qua Việt Nam để truyền giáo. Và họ ghi lại, có những người chịu chức rất trẻ, tuổi có 24, 25 mà. Và sau khi chịu chức chừng một tuần, họ được về nhà để thăm cha mẹ. Rồi sau đó họ trở lại, và họ làm một cái thánh lễ, trong đó có cha mẹ họ giữ. Và thường thường thánh lễ đó họ mặc áo đen, ngày xưa đó mặc áo đen. Bởi vì thánh lễ đó cũng chẳng khác nào là thánh lễ an táng, thánh lễ để cho họ ra đi và không bao giờ trở lại. Bởi vì anh Nam ở đâu ai mà biết, mà đi bao lâu mới tới, và số người tới được bao nhiêu người sống. Nhưng bởi vì lòng yêu thương, và chính lòng yêu thương đã là động lực để họ lướt thắng tất cả. Ở đây tôi nói được cái sức mạnh của tình yêu nó vô cùng. Chúng ta có thể hy sinh được tất cả cho con cái, thì liệu chừng giữa người vợ người chồng mình có đủ sức mạnh để tôi đưa tới cái mục tha thứ không? Tôi nhìn đồng hồ 33 rồi cho nên tôi đi nhanh. Liệu chừng chúng ta có đủ tình yêu để đưa đến sự tha thứ không? Trong phúc âm của Matthew, ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà một cách kín đáo. Nên nhớ thánh Giuse, đây là một hành động tha thứ mà không nói ra. Và tha thứ ở trong thần học của chúng ta là một điều kiện để cho chúng ta được cứu rỗi. Bởi vì hằng ngày chúng ta đọc kinh lạy cha, xin cha tha cho con như con cũng tha cho những người có lỗi với con. Nói cách khác, để mình được cứu rỗi thì chúng ta tự làm lấy. Không có gì khó, tha cho người khác, lần sau Thiên Chúa tha lại cho mình. Và tha bao nhiêu lần, không phải là tha 7 lần, mà 70 lần 7. Tha thứ là một chọn lựa, đây mới là điều quan trọng. Tha thứ nó không tự nhiên mà đến. Tha thứ là một chọn lựa của các vị thánh. Bởi vì những con người tầm thường như tôi nói, như chúng ta đó, tôi đang nói tới chúng ta những con người tầm thường. Và tầm thường chứ không phải là bình thường, tầm thường như chúng ta không tha thứ nổi đâu. Cho nên muốn tha thứ mình phải học các thánh, hoặc là tha thứ là chọn lựa của những anh hùng, của những con người tự tin, can đảm, của những con người mà chúng ta gọi là quân tử rộng lượng. Còn cái cỡ ích kỷ và tầm thường như mình nó không tha đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ mở miệng ra nói, ồ con không tha được đâu, ảnh đã làm như vậy, chị đã làm như vậy. Lý do tại sao? Bởi vì lý do chúng ta cũng không phải là thánh, mà chúng ta cũng không phải là anh hùng. Chúng ta còn quá tầm thường. Chỉ có điều là trong cái deception, deceive đó, đánh lừa, trong cái việc chúng ta đánh lừa chính mình, và chúng ta cho rằng tôi không có tha cho nó đâu. Mình nghĩ rằng đó là thái độ và hành động của những con người có quyền, của những con người đại khái là có uy thế. Sai. Nguyên việc chúng ta không đủ can đảm để tha thứ cho người khác, nó nói lên được cái tiểu nhân và cái âu trĩ của mình. Bởi vì chỉ có những đấng vĩ đại như Đức Giê-xu, Ngài mới dám tha ngay cả khi nó chưa xin. Chỉ có những bậc vĩ đại như các thánh, các ngài mới tha được kể cả những gì mà người ta có đến giết các ngài. Còn chúng ta là những người đã tự đánh lừa mình khi nghĩ rằng tôi có quyền và tôi không tha bởi vì tôi là người nắm được cái cán. Sai. Chính việc chúng ta không tha cho người phối ngẫu, cho người chồng, người vợ vì những lỗi lầm tôi không biết lớn hay nhỏ, nhưng nguyên việc đó thôi, tôi không nói là chúng ta tha để rồi anh hay chị cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta đừng biến mình trở thành một cái tấm thảm để cho họ chà chân. Nhưng ít nhất ngay từ đầu, chúng ta cũng phải có thái độ và có đức tin đủ để tha. Bởi vì tha thứ là điều kiện để chúng ta được tha sau này.
Một trong những điều mà làm cho chúng ta gọi là bị đánh lừa đó là cái tư tưởng, ngay cả những cái tư tưởng anh hùng với thằng khùng nó gần giống nhau. Bởi vì có những thằng khùng nó làm những cái việc mà những người khác cho là anh hùng. Ồ, thằng này nó uống dữ lắm, giỏi lắm. Uống thì có gì mà giỏi? Nó uống nhiều thì nó chết sớm. Anh hùng là những người làm được những cái công việc chính đáng và làm vì hạnh phúc của những người khác. Còn những thằng khùng là những cái thằng ra để mà đem súng bắn người khác, để lập được những cái kỷ lục, hay là để làm những cái mà nó không mang lại một cái lợi ích cho người khác. Nó chỉ là những tư tưởng khùng và anh hùng nó gần giống nhau. Bởi vì cái thằng khùng thì nó không sợ, anh hùng họ sợ. Nhưng những cái việc làm trước mắt họ có thể có giá trị đủ để họ có thể bước lên chịu chết. Không phải là họ không sợ chết, họ sợ. Nhưng bởi vì cuộc sống đời sau, bởi vì giá trị đức tin nó quá cao, cho nên họ đủ cam đảm để bước lên. Còn cái thằng khùng là khác. Thằng khùng lên banh ngực ra còn hô muôn năm, thằng khùng. Khùng và anh hùng nó gần giống nhau. Nhưng anh hùng người ta vẫn sợ. Và trong cái sợ, giá trị công việc mà người ta làm nó mang một giá trị cao cả đến độ nó thuyết phục họ rằng cái này nó còn hơn cả mạng sống của họ. Việc tha thứ cho những người khác là thái độ của những anh hùng. Và vì thế họ không ngại, họ phải anh nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Họ không ngại làm chuyện đó, bởi vì họ anh hùng đủ để họ biết được việc họ làm là để cho cả một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Tha thứ là một chọn lựa. Và việc tha thứ nó cũng cần phải được nâng đỡ bởi những người chung quanh. Trong một cộng đoàn nên nói tới ca đoàn, cộng đoàn, giáo xứ, nên nói tới một cái môi trường, một cái gọi là một cái văn hóa tha thứ, để chúng ta xây dựng một môi trường tha thứ cho nó quen thuộc. Bằng không chúng ta sẽ nhồi nhét. Và như Việt Nam, ai ở sau năm 75 thì biết hả, họ nhồi nhét cho chúng ta một cái môi trường lúc nào cũng thù hận và cứ đánh đấm, bước ra đường là toàn là đánh chém không à. Nhiều khi tôi hát, ngày hồi mà còn ở Việt Nam á, tôi hát cái bài quốc ca Việt Nam tôi sợ lắm. Qua tới Mỹ tôi thấy cái bài hát nó dễ thương. Có những cái bài hát của Tây cũng vậy, dễ thương. Cái bài hát của Việt Nam gì, anh hùng chứ mau gì bằng cờ máu gì đó, cái gì, toàn là giết chấm giết không à. Còn quân Việt Nam đi cái gì đó, phất phới gì đó, tôi không nhớ nhiều, nhưng mà cái gì mà tôi nhớ là giết không à. Chúng ta phải làm sao tạo cho nhau một cái môi trường tha thứ. Và cái đó chúng ta làm được trong môi trường công giáo này của chúng ta. Hạnh phúc là cùng đích, là cùng đích của con người tìm kiếm. Hạnh phúc là cùng đích chúng ta tìm kiếm, không phải chỉ đời này mà ngay cả đời sau. Và vì thế đừng tìm những khoái lạc, nó đến rồi nó đi. Đừng có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà nghĩ rằng là hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng vợ chồng đồng lòng, đồng thuận với nhau để làm một việc sai mà chúng ta nghĩ rằng đem lại hạnh phúc cho gia đình. Lầm. Phải tìm hạnh phúc thật. Và hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của chúng ta, luôn ở trong những gì chúng ta có thể làm. Nó không có gì khó, nhưng nó cũng không phải là dễ. Nó đòi hỏi phải có đức tin, và nó đòi hỏi phải có cộng đoàn nâng đỡ. Để khi chúng ta không làm được thì cái môi trường văn hóa tha thứ, văn hóa tạo hạnh phúc, nâng đỡ nhau. Tôi tới đây có mấy ngày, nhưng mà tôi có dịp tiếp xúc với một số anh chị em ở đây rất là thân nhau, làm việc với nhau, và điều đó vô cùng quý, vô cùng quý trọng. Tách mình ra chúng ta sẽ dễ chết. Chúng ta đứng lại với nhau, tạo một môi trường nâng đỡ nhau. Và hạnh phúc gia đình, tôi nhắc lại, luôn luôn đòi hỏi ít nhất phải có một người chết. Hạnh phúc là một chọn lựa. Bây giờ và mãi mãi nó là một chọn lựa. Nó không đến một cách tự nhiên. Vì thế muốn có hạnh phúc, chúng ta phải can đảm và anh hùng làm những việc hy sinh và tha thứ. Tôi muốn kết luận như thế này. Thánh Giuse là người đem lại hạnh phúc. Thứ nhất, bởi vì Ngài luôn biết hy sinh. Thứ hai, Ngài luôn biết đặt quyền lợi của những người khác hơn mình. Thứ ba, Ngài luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa là đấng không bao giờ bỏ rơi mình. Và cuối cùng, Ngài biết như lời của Thánh Phaolô nói ở trong thư thứ hai Cô-rinh-tô, ơn Cha luôn đủ cho con. Vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không làm được. Nên nhớ, nếu mà chúng ta nói mình không làm được, đây là một hình thức chúng ta sỉ nhục Thiên Chúa.
Bởi vì lời của Thánh Phaolô nói rồi, ơn Cha luôn đủ cho con. Amen ha. Bây giờ tôi muốn mở cái hộp này, tại nó nhiều câu hỏi lắm, cho nên tôi muốn ok, nhiều lắm. Rồi, rồi anh đưa hết cho tôi rồi. Thưa cha, có phải tiến trình công nghị của giáo hội Đức là một vấn nạn trong giáo hội công giáo liên quan đến khủng hoảng quyền bính? Xin cha giải thích giáo luật 1379 mới 2021. Ồ, cái câu này thì nó hơi dài. Và cái thứ nhất, cái thứ hai tôi chỉ trả lời vắn tắt như thế này. Người nào hỏi câu này đó, thứ nhất là tôi rất là vui là bởi vì có theo dõi được tin tức của giáo hội Hoàng Vũ. Câu hỏi là cái tiến trình công nghị của giáo hội Đức có phải là một vấn nạn của giáo hội công giáo liên quan đến khủng hoảng quyền bính không? Chắc chắn có liên quan đến vấn đề khủng hoảng quyền bính. Nhưng nó còn sâu thẳm hơn đó nữa. Và bây giờ nó không phải chỉ liên quan tới vấn đề khủng hoảng quyền bính, mà nó liên quan tới vấn đề đức tin và tin lý. Là một thầy giáo như tôi đó, tôi theo dõi cái này rất sát. Nhưng mà tôi cũng không muốn nói có tính cách bi quan cho anh chị em. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng tất cả những việc làm bây giờ đang xảy ra ở bên Đức là một thách thức rất lớn cho giáo hội Hoàng Vũ. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Francisco là một trong những người đứng đầu. Và đương nhiên, Ngài là người đứng đầu thì phải có cứng rắn hoặc là có một cái trách nhiệm lớn mạnh. Bởi vì tôi nghĩ nếu không có chuyện gì xảy ra, thì nếu không làm, không có những cái bước đi rõ ràng và những hướng dẫn cụ thể, cái này thì tôi có thể giảng cả tiếng đồng hồ lận, chứ không phải chỉ có 1-2 phút đâu. Tôi e rằng, và nhiều người cũng e rằng, sợ sẽ có một cái ly khai, ly giáo ở trong giáo hội. Hay nếu không ly khai, ly giáo, thì giáo hội chúng ta sẽ gặp những khủng hoảng rất lớn về vấn đề đức tin. Và trong đó, đức tin nó kèm theo vấn đề quyền bính. Mà cái này thì tôi nghĩ rất phức tạp. Nếu mà tôi nói nhiều thì tôi chỉ sợ nhiều. Cái này đó, tại sao mà tôi không giải thích nhiều cho anh chị em? Là bởi vì khi đã giải thích thì nó phải rất rõ ràng. Mà không rõ ràng đó, hoặc là anh chị em không theo dõi kỹ đó, thì tôi sợ anh chị em sẽ trở nên hơi bi quan một chút. Cho nên cầu nguyện cho giáo hội. Và tôi nói như vậy là anh chị em biết, giáo hội đang học một cái khủng hoảng rất lớn. Tôi nghĩ đây là khủng hoảng lớn nhất kể thời kỳ của Martin Luther, tức là thời kỳ anh em Tin Lành tách ra khỏi giáo hội. Cái thứ hai là giải thích về giáo luật 1379 đó. Đây là một phần mà người ta thêm nữa. Đây là một cái hỏi cũng rất là hay. Phần này đó thì để cho các nhà giáo luật, đây là một trong những điều thêm vào. Và đương nhiên giáo luật thay đổi hả? Thật sự lâu lắm rồi chúng ta không có thay đổi giáo luật. Giáo luật 1917, rồi đến lần vừa rồi là giáo luật 1983. Sau bộ luật năm 1983 thì giáo hội thỉnh thoảng vẫn thêm những cái luật mới mà chúng ta gọi là thêm đó. Thêm vào để cho nó hợp với hoàn cảnh của giáo hội. Tôi nói ví dụ như là luật của xã hội Mỹ bây giờ đó, nó có một cái bộ luật là chẳng hạn về Facebook nè, về Internet nè, mà chừng 50 năm trước trong luật không có, bởi vì nó làm gì có. Trong giáo lý công giáo của mình nó có 10 điều răn, nhưng mà trong cái giáo luật á, thì những cái giáo luật lần trước á, họ chưa có cái vấn đề là cloning, tức là tạo sinh vô tính hả? Hoặc là vấn đề phá thai thì có rồi, thường rồi, nhưng mà tạo sinh vô tính hay là bây giờ cấy thai, thụ thai, ống nghiệm, nhiều khi nó không có, thì bây giờ mình phải update làm sao để cho giáo luật có để mà trả lời những cái vấn đề này. Liệu chừng giáo hội có cho tạo sinh vô tính hay không, tức là nó lấy gene nó bỏ vô đó, tất cả những cái đó. Thì cái câu hỏi này nó cũng thuộc về cái vấn đề này. Tức là hiện tại bây giờ trong bộ giáo luật, khi nói về vấn đề kỷ luật của những nam nữ tu sĩ, nhất là các linh mục và các giám mục, trong cái trách nhiệm về vấn đề sách nhiễu tình dục, thì nó chưa có rõ ràng. Hay là cái vấn đề trừng phạt đó, nó cũng chưa thật sự rõ ràng. Thì đây là một cái phần thêm mới. Và những ai có dịp đọc thì biết hả? Cái phần thêm mới này để trả lời lại cho những cái nó đang xảy ra. Và phần lớn những cái này nó xảy ra ở những xã hội Âu Tây thì nhiều hơn. Nên nhớ vấn đề sách nhiễu tình dục, ngoài vấn đề nó lỗi về luân lý và lương tâm, nó còn tùy thuộc vào luật của địa phương nữa nhé. Tôi nói chẳng hạn ở Mỹ đây, hoặc là ở Âu Châu, thì tuổi trẻ nó quy định là từ dưới. Ở đây đó, trong giáo luật tôi không nói là tôi không nói về luật của dân sự nhé. Luật hiện tại của giáo hội Hoa Kỳ quy định minor đó là 18, khác với dân sự quy định 16. Cho nên đó là những cái mà giáo luật bắt đầu quy định thay đổi thêm ha. Vì cái này nó cũng rất là dài cho nên tôi xin bỏ qua.
Bởi vì những cái đó nếu có tôi nghĩ mất cả tiếng đó, nhất là cái vấn đề của giáo hội Đức. Bởi vì nếu tôi nói giáo hội Đức, tôi phải nói lại từ thời kỳ của cái tông thư mà niềm vui tin mừng đó, rồi từ cái footnote ở trong đó, các cái footnote như thế nào, rồi nó đẻ ra tại sao mà người ta đem lại cái công nghệ này, là bởi vì cái tông thư của Đức Giáo hoàng Francisco đã mở cửa để cho người ta làm, cho nên nó rất là dài, nó không phải chỉ là một cái câu hỏi ngắn gọn. Con có câu hỏi như sau: Chúa ở khắp mọi nơi, về những người ở nhà trong mùa dịch và không đến nhà thờ, kể cả nhà thờ đã được mở cửa từ lâu, mặc dầu họ cũng đã đi làm, đi dự tiệc, đi chơi chốn đông người. Hỏi họ đã đi nhà thờ chưa, họ nói khi nào hết dịch mới đi. Chúa ở khắp mọi nơi. Vậy thưa cha, trường hợp này thế nào, có tội không? Đương nhiên là có tội, dễ trả lời quá mà. Đây là một trong những cái chúng ta gọi là biện minh cho hành động lười biếng của mình. Biện minh thì mình có nhiều lý do để biện minh lắm. Tôi nói chẳng hạn bây giờ đó, mình dùng cái lý do là vì dịch, đúng không? Vậy đó, chứ mà bây giờ vì dịch bên kia mà nó phát 100 đô mà chen nhau vô là vô lấy liền. Đây chỉ là một hình thức biện minh. Và cái biện minh này nó không có đúng là bởi vì sao? Có hai điều. Thứ nhất, Chúa ở khắp mọi nơi thì đúng. Nhưng việc Chúa hiện diện khắp mọi nơi nó khác với việc Chúa hiện diện ở trong nhà tạm, khác với việc Chúa hiện diện ở trong lời công bố, khác với việc Chúa hiện diện ở trong đám đông. Và vì thế ở những mức độ này, giáo hội khuyên chúng ta, khi chúng ta đến nhà thờ để dâng thánh lễ, không phải chúng ta đến để gặp Chúa mà thôi. Không phải chúng ta đến nhà thờ để gặp Chúa mà thôi. Mà chúng ta đến để gặp anh chị em chúng ta, là những người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu giáo hội chúng ta là một giáo hội tin Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và chúng ta chỉ tiếp xúc với Chúa thôi, thì tôi nghĩ rằng giáo hội mình không nên cho chúng ta đi nhà thờ. Bởi vì nó vừa tốn tiền xây nhà thờ, nó vừa tốn xăng để mà chạy, không có lợi gì cả. Nhưng đó không phải là đạo công giáo. Đạo công giáo là đạo mà chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong hình ảnh của anh em chúng ta. Và ở đâu có hai ba người họp nhau để cầu nguyện thì Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Tôi chưa nói về lý do là lười biếng của mỗi một người. Tôi nói về lý do chung. Vì thế việc hàng Chúa Nhật khi chúng ta đến để thờ phượng, chúng ta không đến đó để chỉ cắm chuối thờ phượng lại Chúa rồi đi về, không. Bắt tay chào hỏi anh chị em. Và đó là lý do tại sao mà sau Kinh Tin Kính chúng ta có cái lời cầu nguyện. Chúng ta cầu cho hôm nay, cầu cho bà Nguyễn Thị A mới đau nằm bệnh viện, anh Nguyễn Văn B mới mổ xong, là để chúng ta đồng thông cảm với tất cả những gì đang xảy ra trong cộng đoàn. Khi chúng ta ở nhà làm sao mà người ta tới với mình được? Mình có thể cầu nguyện với Chúa, nhưng mà làm sao mình tới với được với anh chị em? Vì thế những ai hiểu rằng mình chỉ có tới với Chúa trong ngày Chủ Nhật là hiểu sai về việc giáo hội kêu gọi chúng ta tới ngày Chủ Nhật. Ngoài việc chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta còn đến với anh chị em. Và vì thế trong ngày Chủ Nhật, khi chúng ta đến để dâng thánh lễ, làm ơn mở cuốn sách ra, ở trên họ hát, mình hát theo, đừng có đứng đây rồi đứng một mình. Ngoài cái giờ lễ, lễ có 1 tiếng đồng hồ thôi, sau cái giờ lễ họ về rồi mình ở lại cầu nguyện một mình, ai cấm đâu. Nhưng trong giờ lễ có những người ai tới đụng nai hát sai, họ không hiểu gì về thần học công giáo khi mà dạy cho họ phải đến nhà thờ để dâng lễ. Vì thế những người này, đây chỉ là một lý do biện minh cho sự lầm biếng, là bởi vì không phải họ sợ COVID, bởi vì họ đi chơi, đi chợ, đi gì là họ đi chỗ này chỗ kia rồi đi xây nhà xây cửa đi làm nữa. Nhưng mà họ không đi nhà thờ, thứ nhất là họ lầm biếng, và thứ hai cái người này vừa lầm biếng mà cái cách biện minh nó cũng không được thông minh mấy. Khi Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, tức là bà Elizabeth, có Thánh Giuse đi theo để giúp đỡ mẹ không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không, mà mình không biết cho nên thôi bỏ qua tại không ai biết. Nhưng mà ở trong phúc âm chỉ nói là mẹ đi thôi. Và nên nhớ lúc đó mẹ mới có thai được có vài ngày cho nên không sao đâu, chắc khỏe mạnh nữa. Nhưng mà điều có cái là mẹ lên đó ở 3 tháng. Tôi nghĩ đó, hai ông bà thì cũng không giàu, trời ơi tiền mà đi vô trong mấy cái chỗ mà cái gì đó, biết cái hostel đó, tức là motel đó, mà cũng chắc không có bao nhiêu tiền cho nên mới đi ra ngoài chỗ hang bò lừa mà sinh con. Mà nếu trường hợp hai ông bà mà bỏ đi 3 tháng lấy gì mà ăn? Tôi thì tôi nghĩ là không có, nhưng mà tôi không biết cho nên không sao. Thánh Giuse phải ở nhà lo
kiếm tiền để rồi khi mà Đức Mẹ tới thời kỳ sinh nở còn lo tiền nữa chứ. Đâu có dễ dàng vậy. Cái này không có gì hết, chỉ chúc tôi lên đường bình an thôi. Hết rồi á hả? Ờ rồi chị có cái máy đưa cho chị đi. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm âm lịch. Và vào dịp cuối năm này thì có nhiều đám cưới được tổ chức lắm. Hôm nay Thánh Gioan cũng kể cho chúng ta nghe chuyện đám cưới ở Cana. Và đám cưới này lớn, có cả Đức Mẹ, có cả Chúa Giêsu, rồi các thánh tông đồ đến tham dự. Thời Chúa Giêsu cách đây 20 thế kỷ rồi, người ta không có sống ở trong thành phố như Mỹ Tho của mình, sống thành từng làng một. Và vì thế đám cưới đó
là lễ hội không chỉ của một gia đình mà của cả làng. Cả làng ăn cưới và ăn suốt cả tuần luôn. Và trong dịp đó mà có người khách nào đi qua làng là kéo vô làm luôn. Cho nên cái chuyện thiếu rượu là hoàn toàn có thể, thưa anh chị em. Và một đám cưới ở miền quê mà lại thiếu rượu thì đâu còn gì là vui vẻ nữa đâu. Ở trong câu chuyện này, Thánh Gioan nói đặc biệt về mẹ Maria. Đức mẹ có mặt ở trong tiệc cưới và Đức mẹ làm những gì? Anh chị em theo sát chi tiết mà Thánh Gioan kể này. Khi thấy thiếu rượu, sao mà Đức mẹ thấy người ta thiếu rượu được? Đã gọi là đi ăn cưới thì thông thường ngồi ta lo ăn đấy chứ. Ngoài ăn đó là lo nói, bàn tán với nhau xem một cô dâu hôm nay mặc sao, có đẹp không, rồi chú rể như thế nào, thì chuyện trong làng nước làm sao. Chắc ai cũng lo ăn lo nói thôi à, làm sao mà biết là thiếu rượu. Mà Đức mẹ thấy, Đức mẹ thấy bởi vì Đức mẹ nhạy bén lắm. Đức mẹ có thể quan sát cái khuôn mặt có vẻ âu lo của ông chủ tiệc cưới. Thì Đức mẹ có thể thấy gia nhân nó chúm lại với nhau, nói to nói nhỏ với cái vẻ âu lo. Đức mẹ rất nhạy bén trước nhu cầu của gia đình tiệc cưới tại Cana. Và có một nhà tư tưởng nói thế này: nhạy bén trước nhu cầu của người khác, đó là nét tinh tế nhất của tình yêu. Đức mẹ có lòng yêu thương mênh mông, và vì thế mẹ nhạy bén trước nhu cầu của con cái. Và khi mẹ thấy gia đình của người ta bối rối vì thiếu rượu thì mẹ làm gì? Mẹ làm hai việc. Thứ nhất đó, là đến nói nhỏ với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Và thứ hai là đến nói với gia nhân ở trong tiệc cưới đó: các anh có biết ông Giêsu không? Đến với ông Giêsu đó và Ngài bảo làm cái gì thì cứ làm y như vậy. Đức mẹ làm hai việc. Thế rồi sau đó thì anh chị em biết rồi, phép lạ diễn ra, nước hóa thành rượu. Cả gia đình tổ chức đám cưới thoát khỏi nỗi băn khoăn âu lo buồn phiền. Niềm vui trở lại với đôi tân hôn, với tất cả mọi người. Trong lịch sử của Hội Thánh Công Giáo chúng ta, Đức mẹ tiếp tục sống như vậy. Đức mẹ tiếp tục nhạy bén trước nhu cầu của con cái. Và đấy là lý do tại sao mà người tín hữu Công Giáo kính mến Đức mẹ đặc biệt. Anh chị em đến riêng ở Việt Nam của chúng ta xem có bao nhiêu trung tâm hành hương kính Đức mẹ. Tôi hỏi thật anh chị em nhé, mỗi ngày mỗi tháng kinh nào anh chị em đọc thường nhất? Có phải kinh Lạy Cha không? Hay là kinh Kính Mừng? Mà tại sao mà các tín hữu lại yêu mến Đức mẹ như vậy? Là bởi vì chúng ta có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng của mình. Đức mẹ là một người mẹ hết lòng yêu thương con cái, nhạy bén trước nhu cầu của con cái và tìm cách giúp đỡ. Và cũng giống như trong tiệc cưới Cana vậy, Đức mẹ giúp đỡ bằng cách nào? Bằng cách chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giêsu và làm theo những gì Người dạy. Chẳng hạn như Đức mẹ hiện ra ở Fatima, Đức mẹ có nói cái điều gì khác hơn không, thưa anh chị em? Ăn năn sám hối, Chúa Giêsu dạy rồi. Lần chuỗi mân côi để ôn lại cả cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Tôn sùng trái tim mẹ để mang lấy tâm tư như Đức mẹ đã mang. Đức mẹ có dạy điều gì khác đâu.
Mà tại vì chúng ta quên, cho nên Đức Mẹ nhắc lại, hãy đến với Chúa Giêsu và làm theo những gì Người dạy. Thế cho nên anh chị em và tôi đến với Đức Mẹ để cầu xin, đặc biệt là những lúc khó khăn thử thách. Điều đó là chuyện rất tốt thôi, và có thể nói là chuyện đương nhiên. Nhưng đồng thời, chúng ta đến với Đức Mẹ để học với Mẹ những bài học căn bản trong đời sống đức tin. Tôi muốn nói đến một vài điều. Thứ nhất đó, là bài học làm người nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Và đây là điều rất cần thiết trong thời đại mà chúng ta đang sống. Thời đại mà lối sống vô cảm ngày càng lan tràn, nhiều khi ngay trong gia đình. Ngay trong gia đình nhưng mà sống với nhau lâu quá rồi thì thử nó không còn nhạy bén trước nhu cầu của những người thân yêu trong nhà. Cho nên là cha mẹ già có khi bị bỏ bê, cho nên là con cái có khi bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Nhiều khi vợ chồng cũng không quan tâm đến nhau. Phải học lại với Đức Mẹ cái bài học nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Và thứ hai đó là bài học về cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều cầu nguyện, nhưng mà mình cầu nguyện thế nào? Anh chị em thấy Đức Mẹ cầu nguyện sao? Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu và nói rất vắn tắt: họ hết rượu rồi. Đức Mẹ trình bày cái nhu cầu vậy thôi. Mà Đức Mẹ không áp đặt là Chúa Giêsu phải làm cái gì. Đức Mẹ không nói với Chúa Giêsu là: trời ơi, người ta hết rượu rồi, con ơi, con kiếm cách nào con giúp cho người ta đi, hay là con sai các môn đệ đi mua rượu về đi, hay là con nhờ ai đó quen biết. Đức Mẹ không nói gì. Họ hết rượu. Thế thôi. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện Chúa mà chúng ta áp đặt lên và yêu cầu Chúa phải làm thế này, phải làm thế kia, theo như ý của mình muốn. Như vậy là không chừng mình muốn biến Chúa thành công cụ của mình ấy chứ. Cầu nguyện đích thực là mình trong tư thế của người con thân thưa với cha với mẹ của mình, trình bày những nhu cầu và tin tưởng là Ngài sẽ ban cho những điều gì tốt nhất, không phải theo ý của mình mà theo thánh ý của Ngài. Và cuối cùng là cái bài học lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Đức Mẹ đến nói với các gia nhân trong tiệc cưới thế này: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Anh chị em hình dung thực tế nó có dễ không? Người bảo gì hãy làm theo. Thế lúc bây giờ đang thiếu rượu thì các gia nhân đến gặp ông Giêsu, mà ông Giêsu nói làm sao? Hãy đi kín nước cho đầy các thùng. Dễ nghe không? Trời ơi, người ta đang thiếu rượu mà bảo đi kín nước. Thế mà giả như là những anh làm việc này, anh không chịu nghe, anh không đi kín nước, thì hỏi có phép lạ không? Không có. Rồi đi kín nước đầy các thùng hết. Rồi đến ông Giêsu lại nói tiếp: đem nước đó cho ông chủ tiệc ông ấy thử. Người ta đang thiếu rượu đem nước lã tới bảo thử làm sao? Ông tát tôi làm sao? Ông đuổi việc tôi làm sao? Mà nếu họ cho là chướng tai quá, họ không làm thì có phép lạ không? Làm gì có. Nhưng họ làm y như vậy. Người bảo gì thì cứ làm theo. Chính vì vậy phép lạ diễn ra. Có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ lại. Nhiều khi mình cầu xin với Chúa thì cầu xin rất là nhiều,
Nhưng mà về phía mình, lời Đức Mẹ căn dặn, Ngài bảo gì, con hãy làm theo. Anh chị em và tôi có làm không? Mà nếu mình không làm theo thì có phép lạ không? Xong cái mình đổ tội cho Chúa. Dám lắm ạ. Cho nên một câu chuyện rất quen thuộc thôi, tôi dám chắc anh chị em nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng nếu mà dừng lại một chút suy nghĩ ra, ta sẽ thấy ở đây nhắc nhớ cho mình những điều hết sức căn bản trong đời sống đức tin, để mình xét mình, suy nghĩ lại. Thưa anh chị em, đám cưới Cana này đã mời mẹ Maria đến dự tiệc cưới. Ước gì mỗi gia đình chúng ta cũng mời Đức Mẹ vào nhà của mình, để có sự hiện diện của Đức Mẹ trong gia đình. Chúng ta thân thưa với mẹ những nhu cầu của gia đình, chúng ta lắng nghe những điều mẹ dạy bảo, để sống đời sống Kitô hữu trong bình an, trong niềm vui mà câu chuyện tiệc cưới Cana kể cho chúng ta hôm nay. Amen.